Lời đầu tiên cho Huy Đức gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của Trust Media, Tiến Dũng, Nam Quang, Huy Đức. Hôm nay một cái duyên rất là lành, là Huy Đức đến California cũng vì hai người anh em hay thường giới thiệu cái nhà hàng này, những món ăn rất là ngon, cho nên Huy Đức nói bằng mọi giá phải tới đây ăn bò kho tiêu, ăn cá, nhưng mà cuối cùng no mất. Rồi hôm nay đó thì đến đây được một cái sự thương mến của hai người anh em, tức là Nam Quang và Tiến Dũng, nhường cái bàn này cho Huy Đức, và Huy Đức ngược lại trở thành là người giới thiệu. Và bây giờ thưa tất cả quý vị thính giả, xin quý vị chuẩn bị popcorn, chuẩn bị đá chanh, chuẩn bị ghế ngồi trong cái chương trình Showtime Today. Huy Đức xin được giới thiệu người sẽ đến bên này với Huy Đức là anh Nam Quang, và người đến bên này Huy Đức là Tiến Dũng. Xin quý khán giả cho một tràng pháo tay. Rồi, lúc nào cũng được anh Huy Đức mà giới thiệu một cách rất là trang trọng như đó, mà mình chưa xuất hiện mà anh đã cứ hỏi ảnh đẹp trai không quý vị. Rồi giờ tôi ngồi cái bên tôi hỏi gì đây trời, tôi cũng hỏi em có đẹp trai quý vị. Vậy là cái hình như cái từ đó chưa có bị mua bản quyền, cho nên bây giờ anh em mình còn sử dụng được. Chứ mai mốt mà chị cuồn cuộn mua bản quyền là anh em không sử dụng được rồi nha, nhớ nha. Đó, giống như là bây giờ đó, mai mốt chị tên đặt tên, chị lấy bản quyền tên cuồn cuộn. Bây giờ anh có con có cháu gì, anh muốn đặt tên cuồn cuộn đâu có được. Đúng rồi. Không có được, chỉ đặt tên cào cào đi gì đó được thôi. Chừng tre bên này. Dạ. Rồi đem xoay lại. Xích quang chút. Đó. Rồi. Chút xíu nữa. Che cái bên này chút quay xíu. Lát Nam Quang vô mà. Không, tại vì cái chỗ phone này nó che ngay cái góc mặt của em. Xong. Rồi, vậy là beautiful rồi không? Đó, ngon lành. Rất là đẹp phải không? Trời ơi, thấy cái dàn máy này quá khủng khiếp luôn. Đâu có telephone không gì. Rồi Dũng cũng xin chào các anh chị và các bạn nha. Các cô chú, các chị và các bạn của ở Việt Nam cũng giống như là ở Hoa Kỳ và châu Âu, châu Úc vân vân, thưa quý vị. Hôm nay thì đáng lẽ là Dũng phải giới thiệu anh Huy Đức, nhưng mà anh Huy Đức Dũng đã từng xem ảnh nói chuyện trên cái kênh Huy Đức Thần Sắp Xét nhiều lần rồi. Thế anh cũng rất là lưu loát và anh chửi cũng có duyên nữa quý vị, cũng mắc cười nữa quý vị. Do đó mà hôm nay là mình phải tận dụng những cái cách nói chuyện của anh để mà mình học hỏi chứ. Cho nên khiêm nhường, dạ. Dũng, cho nên mình thì lại kết cái tay này. Mình lại kết tay này nói chuyện rất là có duyên, phải không anh? Rất là thích. Tại vì em hay đâm xuồng lũng, hay đâm hơi. Hai cái người mà hỗ trợ cho nhau. Mình để ý nhiều khi mình vô mình coi đó, anh Nam Quang thì rất là đầm tính. Em ăn hiếp chả quậy chứ mà không giận hay thiệt cái không, mà cái bởi vậy mới có thể làm việc chung được với nhau. Dạ. Chứ nếu mà giận thì đâu có thể làm việc chung được với nhau, thì bổ sung cho nhau mà, cái gì cũng vậy, bổ sung cho nhau. Lúc nào mà em thấy đâm hơi là anh chỉnh liền. Dạ. Đâu có thể mà để cho cái sự đâm hơi mà nó tồn tại lâu dài được anh. Mình phải chỉnh đốn chứ. Cảm ơn Nguyên Trần Hát, rồi cảm ơn Ái Vi Thái. Trời ơi, thấy chưa, em để được lì xì nè. Giờ bây giờ trong lúc chờ một nhân vật kia xuất hiện thì Dũng chào trước nha. Dũng và anh Huy Đức xin chào nè. Hân Nguyễn, Thúy Đinh, Chu Ly, Ái Vi Thái, Phương Nguyễn, Ngọc Hoa. Ái Vi Thái mới lì xì kìa. Nguyên ông phải xuất hiện liền, ông mới được lì xì chứ. Mà ông bên này chưa bấm đó, rồi chứ cứ cả lấp ló vậy là sao? Ok, thôi để cho mọi người lì xì cho ông đi, cho ông sướng đi. Crystal Trần, Melusi, Andy Hoàng, Lạc Trần, Nguyễn Thị Thấm, Minh Khang Channel, Hùng Trương, Pelosi, Mai Lai, Thùy Dương, Minh Tuyết Võ, rồi Võ Thị Sen, Kim Thủy Văn, Mega Huỳnh, Nguyễn Trần Hát. Cảm ơn Nguyễn Trần Hát nha. Cơm chay 100, Thu Nguyễn, Thu Nguyên, rồi Cù Lao Xưa, Thu Nguyễn. Trời ơi, thấy thương ông Cù Lao Xưa, tên dễ thương quá. Megan Huỳnh nè, dân Cà Mau mà nghe chữ Cù Lao là khoái rồi. Cù Lao Xưa Thương cha mẹ một chín chữ cù lao gì đó, anh biết mà phải không? Dạ. Và Jenny cù Hà còn với mấy trước nghe mấy rồi là cũng nói cái cồn, cái cù lao giống và khác nhau chỗ nào. Bây giờ là anh quên chữ cồn rồi, anh chỉ nhớ chữ cuồng với chữ cuộn thôi. Mà chữ cồn đó. Rồi Dũng chắc Dũng chào hết ha. Hana, Nguyễn, Thu, Đặng, Tùng An, Thanh Thủy, Huỳnh Thị Lan, Ngọc Đinh, Ngân Thu, rồi Ngọc Thúy Bùi. Chào mấy, mến chào mấy anh bảnh trai kìa. Vanessa cuộc sống Mỹ. Chữ cồn á, cái đáng lẽ là người Việt Nam mình cũng không nên để cái cồn khó đặt tên lắm. Đúng rồi, anh. Tuy nhiên cái cồn, ví dụ cồn ló, cồn lắng, bắt đầu sàm đó, bắt đầu sàm. Cồn lần cái gì đó. Không, thực ra đó mỗi cái chữ có mỗi ý nghĩa khác nhau, đó là cái ngôn ngữ địa phương. Mình phải hiểu cái chữ cồn là dùng cho nước ngọt, dùng cho mùa dùng sông. Còn cù lao, cồn, cù lao, cái hòn, mỗi cái nó đều có ý nghĩa khác nhau hết. Nhưng mà tùy cái vùng, ví dụ như có người đi kêu cù lao, sông, rồi có cái cồn, nói chung đó là tùy. Mình ngồi ba người, thành ra tôi với ông bây giờ tôi phải ngồi thích phía sau chút xíu. Anh Huy Đức ngồi không, anh Huy Đức ngồi vậy được. Tại vì anh mà không, anh mà ngồi ngang với tụi này anh là sẽ thấy anh nhỏ lắm. Nhưng mà giờ sao muốn dòm nữa mặt tôi đúng không? Rồi không sao mình qua, không sao mình bự ngang, mình bự. Ông cứ điều chỉnh, ông tự điều chỉnh. Mình bự. Bác là muốn tôi đi ra chỗ khác chơi cái gì? Mình là bự con, bởi vì Tiến Dũng rồi xếp vô mình cứ bự con. Mình bự con, mình nói được. Rồi con, cái này anh người Tiến Dũng phải để xe. Đó rồi. Rồi, cho đẹp gái hết rồi con quý vị. Quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Xin lỗi. Bác lùi hồi cái mất mặt luôn. Đến về cái mặt con mất rồi kìa. Chứ trời đất ơi. Rồi được rồi, quá đẹp rồi. Ok. Rồi. Yep. Ủa sao tự nhiên hôm nay hai người hẹn mặc áo màu xanh vậy? Không biết không? Bữa hẹn tôi với ông mặc áo màu đen rồi giờ tôi phải hẹn với lại ảnh mặc áo màu xanh đấy. Có đôi khi có những cái sự trùng hợp trên cái con đường mình làm việc. Em biết tại sao mà nhiều người thích anh Huy Đức rồi. Ảnh nhẹ nhàng ha, ảnh gentleman ha. Anh nhẹ nhàng, lịch lãm, trời ơi, caravat rồi nói năng được coi kìa. Bên này hình mờ quá. Ông cứ nói chuyện với nhau để tôi chỉnh lại cái của tôi bên này nó hình mờ. Nói thật đó thì mình cũng rất là ngưỡng mộ Nam Quang với Tiến Dũng. Tại vì mình cũng đã nghe cái live stream của hai người anh em này cũng rất là lâu. Rồi thấy cái cách nói chuyện của hai người. Một người đó thì trầm, cười nhiều hơn nói. Là ai cười nhiều hơn? Thì các em mới là người cười nhiều, chứ em tự nói tự cười không rồi. Rồi là cười nhưng mà kiểu mà cười nhẹ nhàng. Còn là bổ sung cho Nam Quang đó thì Tiến Dũng thì lại người lại sôi nổi, rồi dẫn dắt cái câu chuyện và cười nó thoải mái, rồi giống như là làm cho cái buổi livestream nó rất là vui nhộn. Thành ra mình thấy rằng hình như là hai người bạn này có cái duyên với nhau ở trong cái con đường truyền thông, là không biết làm sao mà họ có thể gặp nhau ở cùng một cái điểm như vậy mà để cùng làm việc với nhau, cùng livestream mà bổ sung cho nhau. Mình thấy cái này phải nói là cái duyên nó rất là đặc biệt của quý vị của anh em. Vì cái sự ngưỡng mộ đó cho nên Huy Đức có nói rằng khi mà mình đến California thì mình xin được làm sao có cái cuộc hẹn để mà đến cùng livestream, được coi thử hai người anh em này livestream như thế nào để mà mình học hỏi thêm. Trời ơi, cứ kim nhường qua kim nhường lại hoài bên đây là bị la đó nha anh. Mình còn khiếm khuyết thì mình học hỏi thêm thôi. Và cũng cảm ơn Nam Quang với Tiến Dũng rất là nhiều đã dành cái chút thời gian quý báu để cho Huy Đức được đến. Dễ thương không? Trời ơi. Nó nghe có duyên tới nỗi mà hai thằng bị chửi cái bị chửi chung. Mắc cười lắm. Tụi em lên đây bị chửi, bị bên chị cuộn á, chị Hằng chửi là chửi chung cho mấy anh đâu bị đâu đúng không? Hai này có duyên gì mày hãy mà đến chừng mà muốn gả con gái cái gả cho con mình Nam Quang. Tại vì Nam Quang độc thân. Không có ai muốn tôi la làng lên luôn, có ai muốn mua một tặng hai không? Có mấy đứa cháu hả? Có mua 1 tặng 2 không? Tôi kêu ra xuất hiện liền giờ nè. Đó quý vị nghe tiếng nít không quý vị? Dễ thương chứ. Dạ, rất là dễ thương. Đó, do bây giờ cháu ngoại của anh Huy Đức còn lớn hơn vậy nữa anh ha. Dạ lớn. Bởi vậy anh khai thiệt vậy ai gả con cho anh nữa. Tự nhiên khen. Tự nhiên gần 60 rồi còn tự nhiên người khoe có cháu ngoại ai mà. Thực ra Huy Đức có 4 đứa cháu ngoại rồi, cháu ngoại lớn tuổi lắm rồi. Yeah. Biết nói tiếng Việt không anh? Tôi biết chứ. Hay gì vậy anh? Rồi. Rồi cũng... nhưng mà chửi có duyên bằng anh không? À, không đâu. Thì nói chung thì, nói thì mình cũng đã lớn tuổi rồi. Không, anh cứ ở đây không ai hỏi tuổi của anh, nếu mà anh phải khoe lớn tuổi vậy chứ. Việc ra đó là anh em mình, thứ nhất là phải cảm ơn ông Trump là mới kết nối mấy anh em mình cùng một chí hướng lại với nhau. Đúng rồi. Xong ông Trump rồi thì đương nhiên là ổng vẫn chưa xong, mình đang chờ sự xuất hiện của ổng để mình lại tiếp tục ủng hộ ổng. Còn bây giờ mình phải em phải kết nối, em phải cảm ơn chị Hằng và đồng bọn. Là nhờ của chị mà mấy anh em mình thấy cái chuyện mà chướng tai gai mắt, chuyện bất bình thì không có im được. Đúng không anh? Cái là phải lên tiếng nói, nhưng mà ảnh là rất may mắn. Mà cái may mắn thì lại không biết hưởng. Nó nói, ủa sao chờ hoài không thấy ba chị Hằng chỉ chửi ảnh. Cái tự nhiên không biết đâu. Mình cũng thắc mắc làm nữa. 3 cái stream, 4 stream, livestream mà nói về Hằng cuộn. Thì nói chung đó thì mình cũng nói những cái gì mình thấy, mình nói chung có một cái, nhưng mà thật sự anh em mình nói thẳng là mình không có đồng ý vợ chồng Dũng Lò Vôi với Phương Hằng, đó là về cái vấn đề mà đem cái tượng Hồ Chí Minh vào trong cái chùa Đại Nam để ngang với Đức Bổn Sư, bởi vì mình là người đạo Phật. Thì mình không có chấp nhận cái vấn đề đó. Vấn đề thứ hai là khi mà cái cô Hằng cổ thỉnh các cái vị sư nữ rồi cổ ngồi trên cổ thuyết pháp. Thì nếu mà một cái con người mà giống như Huyết là một huynh trưởng gia đình Phật tử thì mình không thể nào chấp nhận được cái điều đó. Thì đó là những cái mình lên tiếng, mà mình lên tiếng để cho cái cô Hằng này cô học, cô hiểu biết thế nào là mình là một cái người gia đình, một cái người Phật tử, mình phải tôn trọng người xuất gia nó như thế nào. Hoặc là trong cái con đường mà mình cái cuộc sống, không có phải là nghĩ là mình giàu rồi mình muốn mời sư mời thầy ra bắt mấy sư mấy thầy ngồi kia, mình ngồi đây mình giảng được. Không thể nói là như vậy được. Tại vì hồi xưa những cái vị vua tuy rằng họ là những cái vị vua, nhưng mà khi mà thỉnh Đức Bổn Sư tới để mà thuyết giảng thì các vị vua vẫn ngồi ở dưới bự tọa dưới kia, chứ không ngồi trên đó. Nếu như mà ông Dũng Lò Vôi hoặc là bà Phương Hằng là cái người nói rằng học đạo biết đạo thì họ phải hiểu điều đó. Cái đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai mà mình lên tiếng về trong cái vấn đề quy y đó, nếu mà Dũng bên Nam Quang biết vấn đề đó. Khi mà anh chưa xuất gia đó, anh chưa phải là một tỳ kheo ni thì anh không có thể nào quy y cho người khác được. Quy y là gì? Là quay về với Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Anh là một cái người mà đang tại gia, anh có vợ có con mà anh có thể quy y cho chính bản thân anh quy y cho vợ con anh và quy y cho cả 1.000 người công nhân làm việc cho anh thì làm sao anh quy được cho họ? Anh thấy gì? Trong tam quy ngũ giới anh vẫn chưa có giữ giới, anh vẫn còn sát sanh, anh vẫn còn vọng ngữ, anh vẫn còn rượu chè, anh vẫn còn bé bè. Trong ngũ giới anh chưa giữ mà anh lại quy y, anh lại kêu người khác giữ ngũ giới hay sao? Thì đó là những cái sai mà mình muốn nói. Mình nói ở đây không phải là mình ghét bỏ gì vợ chồng Dũng Lò Vôi với cái cô Phương Hằng này cả, nhưng mà mình nói để cho họ hiểu được là you doing wrong. That's all. Cái đó rồi, nhưng mà có cái này đúng nè. Có cái này nãy giờ có mấy người nói rồi nè. Sau rồi nhìn anh Huy Đức giống ông Huy Đức có bộ râu giống Võ Hoàng Yên. Coi chừng bà Hằng xem thì hơi mệt cho hai anh em bên cạnh đó nha. Tôi cũng nghĩ vậy nãy giờ tôi. Cho nên ông cạo râu của ông đi. Râu của ông là cái bộ râu của tôi thì nhìn thấy thảm hại so với bộ râu của anh Huy Đức quá, đúng không? Nè, cơm chay 100 nè, tôi ấn tượng bộ râu của anh Huy Đức rồi nha. Được chưa? Đúng thiệt á, đáng lẽ hồi nãy không có nên mời anh Huy Đức lên đây, tại lên đây cái thấy bộ râu, bộ ri mép của Nam Quang bây giờ không biết còn là gì hết. Chị không có chửi anh đó là tại vì cái bộ râu của anh giống ông Hoàng Yên. Exactly. Tôi nghĩ vậy. Cho nên anh được tha bổng là tại vì chắc là cái chị nhớ tới người xưa đó. Không nói thực ra đó thì mình cũng phải tỉa gọn được trước, chứ nếu mà để bình thường đó, tại vì Nam Quang với Tiến Dũng biết mình có dòng máu Mỹ, thành ra trong dòng họ của mình nó cũng râu ria que nón đồ dữ lắm, mình cũng phải ấy để chút xíu. Nhưng mà anh phải học hỏi những cái gương người đi trước. Có nhiều người gì bởi vì cái bộ râu mà thân tàn và danh bại, đúng không? Đó, ông Võ Hoàng Yên nó gì bộ râu thôi đó, mà chết lên chết xuống. cho nên anh cũng phải làm sao mà tự làm cho nó xấu đi. Tự hủy hoại bộ râu mình đi. Cái đó nói theo nhà Phật là cái nghiệp do bộ râu gây ra. Dạ, nghiệp do bộ râu. Ô, nói đến nhà Phật em mới nhớ cái này nè. Hồi nãy anh nói thì bây giờ em hoàn toàn đồng ý, nhưng mà nó có một cái gì nè anh. Vua chúa hồi xưa phải ngồi dưới kia để nghe tăng ni hả, để nghe thầy về giảng thuyết giảng này nọ. Nhưng mà bây giờ cái đồng tiền nó chi phối. Anh thấy ví dụ như ông Võ Hoàng Yên gì đi, bà kia bà cứ hai vợ chồng bà kia cứ kiếm chuyện mà cứ để dồn vô bước đường cùng, mà ông có nói với đệ tử thôi, tại vì ảnh chỉ cũng xây cho cái chùa gì tịnh độ cư sĩ đó, thì thôi mỗi lần ảnh chỉ nói gì thì mình cứ nhớ người ta đã xây cái chùa rồi thì thôi mình im. Có nghĩa là vì cái tiền mà xây cái chùa đó rồi cứ muốn nói gì nói, cái người kia cứ vì cái ơn vì nghĩ đến cái công đức xây cái chùa vậy cái cứ im, thấy không? Rồi mấy cái bà mà ni sư gì cũng vậy, thôi cô Hằng chú Dũng nổi tiếng rồi, có tiền rồi, cúng dường cho chùa rồi, cũng chắc cũng đóng góp chứ cũng bỏ tiền ra rồi, cho nên thôi giờ tụi bây giờ ni sư gì cũng ngồi xuống dưới đây để nghe cô Hằng nói. Nó khác hồi xưa anh, đúng không anh? Nó mà còn như hồi xưa nữa. Nó không phải là như vậy, dạ. Tại vì nếu như mà cái người ta hiểu đó thì người ta khác. Khi mà mình làm một cái công đức gì đó mà mình nghĩ rằng cái công đức mình bỏ ra mình làm, mình có thể control người ta, tức là những cái công đức đó nó trở thành cái ác nghiệp. Đúng rồi. Tức là khi mà nói rằng khi mà mình làm 1000 việc công đức mà mình chỉ kể một công đức thì cái rừng công đức đó tự nhiên nó cháy. Trong cái câu chuyện ví dụ như vua A Dục hoặc là có nhiều người họ ta đem trong cái buổi đó, tức là Đức Phật đi thuyết pháp, thì khi tới đi thuyết pháp thì có nhiều vị giàu có, nhiều vị tôn tăng cúng dường rất là nhiều, tức là đem đèn đem dầu hết, nhưng mà chỉ có một cụ bà rất là nghèo, bà ta trong nhà có một cái lon thóc, bà ta mới dùng không có đồ gì sai, bà ta mới bóc từng hạt ra được một cái lon gạo, thì bà ta mới đem bán cái lon gạo đó đi để mua một cái gọi là cái đối dầu, tức là một cái chén dầu, bà ta thắp trong một cái đèn. Thì trong nguyên một cái đêm đó, vạn cây đèn của những cái vị vua, những vị vương sau nửa đêm đều bị tắt hết, cạn dầu hết, mà cái đèn của bà có một chút dầu mà cháy suốt đêm tới sáng. Tức là cái công đức của họ, họ làm ra vì bởi vì cái tâm chứ không phải là vì cái tiếng. Còn nếu như là tôi làm vì cái tiếng, tôi cho 22 cái chuông, bây giờ đó cái chùa này tôi không muốn cho nữa, bởi vì liên quan tới thằng Võ Hoàng Yên, tôi đòi là 22 cái chuông. Anh Huy Đức cũng nói tới vấn đề đó. Cho chuông tức là mình cúng dường Ba La Mật là mình cho bá tánh, mình cúng dường cho chư tăng, cho bá tánh, chứ đâu phải cúng dường cho Võ Hoàng Yên. Và khi mà 22 cái chuông đó đâu phải đánh cho cha Võ Hoàng Yên chả thông kinh thông não đâu. Cái chuông đại chung đánh là cho chư tăng, cho chư thiên. Mà cái chuông đó ông Võ Hoàng Yên ông đâu sống mãi mãi với 22 cái chuông đó đâu, mà 22 cái chuông đó nó sẽ tồn tại mãi mãi với chúng sanh, với con người ở những nơi cái chuông đó để đặt đó. Thì bây giờ nếu mà chúng ta cúng dường 22 cái chuông vì không yêu được ông Yên, hay là vì vấn đề một problem gì với ông Yên đòi lại 22 cái chuông, thì thử hỏi rằng cái cúng dường đó cái công đức có hay không. Đó cái đó là đơn giản. Nếu như bây giờ nói ví dụ như Tiến Dũng Nam Quang thấy là có một cái người đó rồi, tôi cho người đó 20, bởi vì gần đó có cái cô đó, thôi tôi thấy cô đó tôi đòi 20. Thì cái sự mình cho đó là mình cho cái người mà ăn xin đó, hay là mình cho gì cái cô? Nếu mà mình cho vì cái tấm lòng mình, cái người đói thì nó lại khác, nhưng mà vì người khác mình phải cho người này thì chẳng có một cái ý nghĩa gì cả, chẳng có một cái công đức gì. Trong cái vấn đề từ những 22 cái chuông, từ đòi lại những cái chùa, từ đòi lại những cái máy nước gì xây ở dưới miền Tây, Bến Tre rồi này nọ, thì cuối cùng đặt lại cái câu hỏi mà xin lỗi mình gọi là bé Hằng, tại vì dù sao cô này cũng nhỏ hơn mình 6-7 tuổi, ok? Hình như cô này năm nay mới 50 thôi. Thì mình hay gọi cổ là bé Hằng, tại vì mình không yêu cổ bằng chị hay là mình kêu bằng bà gì cả, tại vì nói chung về giống như cái quê của mình là anh em về tuổi tác này. Thì mình mới nói rằng nếu như bé Hằng này mà nó đi làm từ thiện, mà bây giờ vì cái vấn đề một mình Võ Hoàng Yên rồi nó đòi hết tất cả những cái từ thiện đó, mình đặt cái câu hỏi là cái chữ từ thiện của nó đánh vần sao vậy? Đánh vần thành từ biệt anh. Cái chữ từ thiện nó như thế nào? Từ thiện làm không đúng thành từ biệt. Bây giờ từ đó, giả luôn. Bây giờ dù cho giữa bé Hằng với Võ Hoàng Yên hai đứa có cái nghiệp duyên về tình cảm, kết duyên cho hai đứa, kết duyên cho hai đứa, từ hai đứa đều nhỏ thôi. Võ Hoàng Yên thì cũng nhỏ tôi mình nhiều quá, vì cho hai đứa nó có một cái nghiệp duyên đoạn kiếp trước hai đứa yêu nhau rồi chia tay, theo như cái kiểu nhà Phật đây. Thì bây giờ nếu mà hai đứa có nghịch chuyện với nhau đó là chuyện của hai đứa, chứ mắc mới gì ba tánh ngoài kia. Mắc mới gì Hưng An Tự, mắc mới gì là Hầm An Tự, hay là mắc mới gì tới những cái hội cư sĩ Phật giáo hoặc là mày nói cái đó. Tính about it. Mai mốt bà tính xây cái cuồng tự đó, không hơn An Tự gì đâu, không hơn cái cuồng tự. Bởi vì mình rất tiếc, bởi vì mình hay nói mình rất tiếc có một điều đó là cái người cố vấn hoặc là cái người mà để mà có thể nói được cho cái cô Hằng này đó, cô này có thể nói rằng quá ngạo mạn, cô này có nói quá, thể nói là quá tự đại, và cô này chưa có thông hiểu gì tất cả về Phật pháp cả. Thực ra cô này có nói nhiều về vấn đề này nọ, chứ thực ra nếu mà chúng ta tìm hiểu thật kỹ đó, chúng ta tìm hiểu mà biết cho nó rõ đó, thì cô này chẳng hiểu một tí gì về Phật pháp cả. Anh có nghĩ là cô không muốn hiểu không anh? Tại vì một người mà lúc nào cũng nói về Phật thì tự xưng mình là Bồ Tát, mà không hiểu Bồ Tát là ai, Bồ Tát là gì sao được anh? Đúng không? Khi mà mình ví von mình với cái gì thì mình phải hiểu cái đó, đúng không quý vị? Ví dụ như vì nàng đẹp như một hoa hồng, thì mình phải biết hoa hồng nó đẹp cỡ nào, nó hương sắc cỡ nào. Ví dụ như là cổ ví cổ là Bồ Tát, thì cổ phải biết Bồ Tát là sao, là từ bi, là hỷ xả, là chân thiện mỹ, là gì chứ, đúng không? Mà em nghĩ là cổ không muốn biết á. Anh nghĩ là cổ không rành hả? Không rành sao xây chùa anh? Không rành sao mà có nguyên một cái Đại Nam cổ tự gì đó, đúng không anh? Có đôi khi đó có những người ta có tiền rồi người ta làm những cái chuyện để mà mình có cái tiếng, nhưng mà cái nội dung và cái ý nghĩa việc làm của họ đó không có hiểu. Trời ơi, không hiểu được. Có đôi khi có tiền muốn show up, mình giàu có, mình xây một cái chùa nó thật là lớn, nhưng mà hỏi rằng xây chùa để làm cái gì, hoặc là vì mục đích gì để xây chùa thì họ tôi xây chùa. Để bán vé anh, Đại Nam thì bán vé. Thì, có nhiều người hỏi Huy Đức ơi, anh nghĩ gì trong cái vấn đề này, thì mình nói rằng đó là mình không có đứng bên cái phe nào hết á. Mình nói với Nam Quang Tiến Dũng, mình không có đứng bên là không. Anh Huy Đức cứ nói đi, tại vì có nhiều khán giả nói anh Huy Đức nói nhỏ quá. Đúng là giọng anh Huy Đức. Thưa quý vị, anh Huy Đức cũng có một lá phổi thôi nha quý vị nha. Cho nên là sắp khai chứ anh không khai, ông khai chứ vậy. Thứ tư tuần trước á. Còn có ba với thầy ông luôn rồi. Anh có một lá phổi mà tới cả trăm cái tim luôn nha quý vị. Thứ tư tuần trước là mình đang ở trong emergency, ở trong phòng cấp cứu. Anh chị em chắc trong cái channel mình cũng biết, mình cũng chưa có đủ cái nội lực để mà nói giống như bình thường. Mình sẽ cố gắng nha em. Anh chích người chưa? Chết hết rồi, trời ơi. Đấy chứ, anh một cái phổi mà anh cũng chích ngừa tỉnh bơ kìa. Chích đầy rồi. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian vừa qua đó, cái may mắn là mấy anh em đây không có dính Covid, mà giờ có dính cũng đã vượt qua, giống như Nam Quang. Đó, giờ hả chích ngừa. Giờ chích ngừa chợ đeo cũng đem theo hết hả anh? Phải đem lên máy bay chứ. Cái này đâu có giá trị đâu anh. Có chứ. Mình phải đưa lên máy bay nó coi. Không. Bây giờ lên máy bay anh phải chích ngừa bằng vaccine Trung Quốc thì nó mới có giá trị. Phá hoại. Còn vaccine Mỹ này đâu có được tính. Họ dạ có vụ đó mới nữa là ngoài cái đó không biết rồi, cứ làm vậy thôi. Máy bàn làm. Được rồi anh, thấy ok rồi, cái máy bàn đó của anh ok rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình nói đề tài gì, mình khai triển đề tài. Đó nãy mình nói đó, anh đang làm Phật pháp đó thì anh cứ việc. Không, mình thì không dám múa rìu qua mắt thợ. Thì thực ra đó thì Huy Đức sinh hoạt trong gia đình Phật tử, Huy Đức là huynh trưởng gia đình Phật tử. Thì trong cái thời gian hoạt động đó, thì mình cũng là đi sinh hoạt tình ra cũng các thầy, các anh trưởng giảng thì mình cũng hiểu được. Nói chung thì nhiều thì mình cũng dám nói nhiều, nhưng mà thấy những cái việc mà làm của vợ chồng anh Dũng Lò Vôi với cô Hằng này thì mình thấy wow, họ có thể nói họ có cái tâm, họ phát nguyện cái tâm họ làm, nhưng mà cái cách làm của họ chưa có đúng. Thành ra từ cái chỗ có tâm, từ cái chỗ phát nguyện và cái cách làm không đúng thì nó lại đi sai. Ví dụ không biết Nam Quang có biết vụ mà cái số mà những cái tượng người lính Tàu đó, anh Dũng anh nói đó là những cái người lính giữ thành của Việt. Thực ra trong cái sử của Việt Nam không có bất cứ những người lính Việt nào mà họ mang những cái loại giáp và mang cái mão giống như những cái tượng ở Đại Nam cả. Đó là lính của Tần Thủy Hoàng. Tại vì mình hiểu lịch sử từ thời Lê Nguyễn Lý Trần của Việt Nam mình không có mang những cái bộ giáp giống như vậy và không mang một những cái mão lính của những cái người đó. Vì vậy cho nên khi mà họ sai họ không có nhận cái sai. Dũng Lò Vôi còn nói đây là những cái người lính giữ thành của Việt Nam. Làm gì có những người lính giữ thành mà mang giáp, mà kiểu giáp mà tứ trụ mà bó người, hoặc là quấn dài, hoặc là đội mão giống như là lính của Tần Thủy Hoàng được. Thành ra cái đó nói để cho mình không phải là gì, nhưng mà cái Huy Đức muốn nói là bạn, cái mà tôi không thích là bạn đừng có nghĩ tôi ngu. Bạn làm gì cũng ok, tôi không khe hết. Nhưng mà khi mà bạn nghĩ người ta ngu rồi, bạn giống như là lý luận để mà bào chữa cái sai mình đó, mình lại không chấp nhận cái điều đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái sai từ khi mà anh Dũng Lò Vôi đem tượng Hồ Chí Minh vô trong Đại Nam cho tới bây giờ, rất là nhiều người lên tiếng, rất là nhiều người nói, mà có bao giờ họ nhận thấy cái sai đó đâu. Một cái con người phàm phu tục tử, một cái con người mà giết cả 172.000 mấy trăm ngàn người ở trong cái cải cách, trong cái đấu tố ruộng đất, làm sao mà có thể ngồi ngang với một cái vị bổn sư của một tôn giáo. Ông ta vợ con ông ta giết người, ông ta gây chiến tranh, ông ta nợ máu đủ thứ như vậy, mà mình là một cái người con Phật mà mình đem một cái tên đồ tể, một cái tên mà khát máu giống vậy, đem ngồi ngang với vua Hùng. Làm sao có thể so sánh một Hồ Chí Minh với vua Hùng có công dựng nước Việt Nam? Có ai nói tới cái điều đó chưa? Có ai nói với Dũng Lò Vôi cái điều đó chưa? Và Dũng Lò Vôi có anh Đảng như nhà nước nói điều đó thì nhiều. Thì đó là những cái mà chúng ta nhìn thấy, và những cái mà chúng ta cần phải nói, chứ không phải nói là ghét. Tụi bay ganh tị. Chúng tôi ở bên Mỹ, họ ở bên Việt Nam ganh tị gì? Cơm đứa nào ăn, vợ đứa nào đứa đó hung, chuyện đứa nào đứa làm mắc mới gì phải ganh tị. Nhưng mà anh làm cái sai không phải là sai cho cá nhân anh, cho gia đình anh, mà sai cho công cuộc chung, sai cho quốc gia và dân tộc, sai cho cả cái văn hóa của Việt Nam, thì người ta có quyền lên tiếng. Nhưng mà mình thấy rất là kỳ. Và khi mà mình lên tiếng những cái đó thì những cái người mà ủng hộ cho cô Hằng này chửi mình, tụi bay ganh tị. Để mình nói tao không biết là tao ganh tị với vợ chồng nó chuyện gì nữa luôn á, nhưng mà cái sai của tụi nó mày phải để cho tao chửi chứ. Tại sao tao không có quyền chửi nó khi nó sai, thấy không? Nhưng mà họ giống như họ lấy số đông, họ lấy số nhiều, rồi đó là họ lấn áp mình. Và cái mà mình thấy đó, khi mà mình nói những cái đó, họ vô họ chửi rất là tục tiểu. Mình phải công nhận cái điều đó. Vô trong cái channel mình, rồi gửi email hăm dọa rồi này nọ đủ thứ, mình cũng tắt cười thôi. Mình thấy wow, it's ok, không sao hết. Cái tính Huy Đức rất là thẳng thắn. Tính Huy Đức cũng nói rằng là trong từ khi mà mình livestream tới giờ mình rất là thẳng thắn, mình không có sợ cường quyền ác bá, mình không sợ. Đi tới đâu ai càng hăm dọa mình càng đi tới. Cứ hăm dọa là tao phải đi tới nơi. Thành ra càng hăm dọa tao càng làm, nhưng mà không thể bịt miệng Huy Đức được. Khẳng định một câu là bây giờ dù cho là họ có tiền, dù cho họ có quyền, dù cho họ có nhân lực, họ cũng không thể bịt miệng mình được. Thực sự là mà nói. Anh Huy Đức dù sao cũng ở nước ngoài, cho nên những cái vòi bạch tuộc nó không rớ tới những người mở trong nước, giống như là Kim Mau nè, rồi những cái người giống như bà bác sĩ Phương bị vu cho là vô thường, rồi ông bảo vệ cũng bị vu cho vô thường, thì nhiều người cũng phải bỏ chạy tán loạn vậy gì. Tại vì cái lực lượng mà cuồn á, nó đi tìm rồi tông xe người ta, xong rồi nó áp đảo, rồi nó nhắn tin, nó đe dọa. Ngay cả Trang Khang với lại Nhâm Hoàng Khang gì cũng vậy, anh thấy không? Nó chửi nhau rồi chửi hẹn nhau để thanh toán nhau tùm lum hết trơn. Mà chỉ vì cái gì thưa quý vị? Chỉ vì cái cuộc tình không thành của cái chị chị đẹp thôi, mà bao nhiêu người giờ bị thân bại danh liệt. Hồi đầu á, anh em mình cũng chỉ tưởng đâu là chỉ có một mình ông Hoàng Yên mới là cái người mà phải xứng đáng để bà trút cơn thần sấm sét, trút cơn thịnh nộ. Nhưng mà không có ngờ là bây giờ là quá nhiều người bị dính vô cái chuyện này. Nói thiệt với Nam Quang với Tiến Dũng đó, đầu tiên mình cũng đánh giá cao cái cô Hằng này lắm. Thật sự mà nói như vậy, nghĩ cổ cũng là có tầm cỡ. Nhưng mà không biết Nam Quang Tiến Dũng để ý không? Sau cái vụ mà cổ phỏng vấn cái thằng nói giọng người Thanh Hóa Quảng Trị đó, khi mà mình nghe cái cuộc phỏng vấn đó, thì thực sự mình mới hoàn toàn thất vọng về cái cô Hằng này. Tức là cổ không có trình độ, cổ không có kiến thức gì cả. Và một cái điều mình khẳng định rất là rõ ràng là cổ chưa bao giờ sống ở Canada. Yeah. Ok, mình phải khẳng định hai pro với mọi người giống như vậy. Là bởi vì khi mà anh, thứ nhất mình phân tích, thứ nhất là khoan, anh nhớ cái thứ nhất này nha. Anh nhớ cái thứ nhất tại đây nha, tại vì cái này không thì sẽ trôi xuống em kiều rồi, không được. Cái này liên quan đến cái điều anh mới vừa phân tích nè. Anh nói là vợ đứa nào thì Cẩm Hồng Nguyễn nói là anh nói là vợ đứa nào thì đứa đó hung, nhưng em thấy Lò Vôi để vợ kiều người khác á. Vợ đứa nào đó hung, mà Vua này không phải. Không phải đâu, chứ là vợ cũng cho người khác nắm tay thì muốn. Nếu không anh thấy cái vụ 15 năm nắm tay nắm chân đó. Yeah. Rồi bây giờ cái số 1 của anh đó thì bây giờ cái số 1 này nè. Bây giờ mình nói về vấn đề luật pháp trước. Theo như cổ cho biết, về mọi người cho biết đó là cổ lấy một ông chồng người Tàu. Ông chồng người Tàu làm giấy tờ bảo lãnh, mới đem qua cổ qua Canada theo diện hôn nhân. Giờ biết chị hai được hưởng hàng Tàu rồi nha. Nhưng mà năm đó sao kể bây giờ chơi. năm đó cổ nói cổ năm đó cổ mới 16 tuổi. Ok. Bây giờ hỏi chứ cái sở di trú của Canada nó có cho một cái người 16 tuổi làm hôn thú. Yeah. Bạn dưới tuổi 18 tuổi thì làm sao để mà có thể sở di trú Canada nó cho một người 16 tuổi làm giấy tờ hôn thú, hôn nhân hợp pháp để vào Canada? Yeah. Không, có khi nhận làm con nuôi trước sao anh? Đấy. Cái qua cái đớp luôn con nuôi vụ vậy đó. Đây là không, cái chuyện đó cổ nói đó. Yeah. Rồi cái thứ hai nữa đó, sống ở Canada bao nhiêu năm mà tình cờ trong một coi stream nói đây là lần đầu tiên tôi nói tiếng Anh. Dạ, cổ qua Canada cổ nói tiếng gì? Tiếng Tàu. Ní hào ma. Ngộ ái nị à. Nị ái ngại ngộ quốc đại à. Rồi khi mà nói về cái vụ mà bắt Võ Hoàng Yên, cảnh sát San Jose tới còng tay Võ Hoàng Yên, chở ra phi trường, bỏ lên một chiếc máy bay, chở về Việt Nam, còng chân lên. Một cái thằng cảnh sát patrol nó lấy quyền gì để nó trục xuất người ta? Nghe ví dụ nói vừa còng tay còng chân này. Không, tôi qua rồi, nhưng mà còn nói là ở cái gì đại sứ quán. Thì đó, đại sứ quán của Mỹ. Đại sứ quán công tay đó cố. Công chứng rồi bò đến sáng nó chờ ra phía trước rồi chờ về Việt Nam. Phải không con? Trời ơi, hèn chi cô thấy đó. Có lần ông nói với cô là ông về với nó một mình đó con. Một mình đi trên một chiếc máy bay. Hỏi chứ bây giờ đó còn hơn là tổng thống Mỹ nè. Không mà mình mới thấy lạ, mình nói ủa sao ở Mỹ mà lại có đại sứ quán Mỹ ở Mỹ là sao? Hả? Mà nói chứ nói là đại sứ quán Mỹ mà ở Mỹ. Nó sao kỳ vậy? Mà bây giờ cảnh sát tới còng, cảnh sát là cảnh sát patrol, tức là cảnh sát công lộ, thì nó làm sao nó có thể trục xuất người, làm sao có thể nó đưa ra phi trường? Mà bây giờ lên chiếc máy bay người ta set up cả một tháng trời rồi, cái kiểm soát không lưu. Bây giờ tự nhiên còng Võ Nguyên đem ra chiếc máy bay đuổi khách hàng xuống hết rồi bỏ một quả kia lên. Thế những cái đó tự nhiên khi mà mình nghe cái live stream đó xong rồi đó, tự nhiên mình thấy rất là thất vọng, mình nói chết mẹ rồi. Hồi giờ mình đánh giá cao con bé Hằng này, nhưng mà cuối cùng khi nghe cái video đó tự nhiên mình nói chết mẹ này, không tức là không có chiều sâu. Còn em là càng ngày em càng đánh giá cao hơn thì anh thất vọng thôi, với em đánh giá cao tại vì chỉ là một dạng đặc biệt. Thí dụ khi mà người ta mà bung ra hai cái video clip mà cuồn khóc lóc gấp nhang nào kia là những người như là phụ nữ thường tình khác là ta trốn mất rồi anh. Ta thấy là rõ ràng là những cái chuyện đó là bị phơi bày ra ánh sáng rồi, không phải lường gạt, không phải gì, rồi là ta trốn mất tiêu rồi. Không có ai mà vẫn lên xa xả như vậy. Có nghĩa là em lại đánh giá cao chỉ hơn nữa, chỉ mới dám làm cái điều đó thôi, đúng không? Còn ai cũng trốn mất rồi. Cái đây mà William nói đánh giá thấp là về vấn đề cái kiến thức. Dạ, ông Đẹp cũng đang nói về cái cạnh tranh. Tôi đánh giá luôn cả hai vợ chồng cao ngất Trường Sơn luôn. Qua cái vụ đó xong ngất Trường Sơn ôm ấp tình thương nước ra ào ào. Anh biết sao không? Mà còn cả gan nữa, cái hai vợ chồng đúng rồi đó. Mà làm được cái kỷ niệm 15 năm. Tức là những cái người mà đang trong cái hoàn cảnh mà cái cuộc gạ tình rồi cái cuộc mà trong cái bữa 15 năm còn nắm tay thằng khác nữa là tôi nói trời ơi cái bà này không có ai bằng bà nữa, khủng khiếp ra những cái cuộc mà không có chung thủy hay là vi phạm hôn nhân hay là cái gì đó rồi người ta trốn biệt luôn á, chứ không dám mà ló đầu ra nữa. Mà chỉ ló đầu ra rồi còn hai vợ chồng còn dám làm cái 15 năm kết hôn rồi làm thơ tặng nhau rồi viết dài dài em yêu anh gì tùm lum là sao? Cái nên là mình phải đánh giá cao. Chị đánh giá cao về mặt. Cảm ơn Ngọc Thủy. À, tức là bây giờ nếu mà mình đánh giá cao đó là phải tặng, bởi vì Huy Đức có nói rằng đó là nếu mà anh khỏe lại đó anh phải làm một cái bằng khen, tức là tặng cho bé Hằng một cái bằng khen, tức là can đảm. Dạ. Ừ. Mà chỉ nói những cái điều đó không ai tin mà em tin là cái lá gan. Anh tặng xong chỉ là trả lại giờ đó. Có dù có cái lá gan đó 50 kg mới làm được những điều mà không ai dám làm. Vừa mới ký giấy là không lên livestream xúc xỉm người khác nữa là lên chửi tiếp. Ông chồng vừa mới nói là kể từ đây là không còn những cái livestream mà chửi bậy với lại vi phạm pháp luật gì nữa, là ngay hôm sau là có một cái livestream chửi bậy thì tiếp tục rồi. Tức là Nam Quang nói đúng, phải đánh giá cao luôn hai vợ chồng. Có khi nào mình nghĩ mình cần phải mời thợ điện tới kiểm tra điện cổ coi thử có bị chạm dây nào hay không? Có, chị có. Somehow mình nghĩ giống như hình như là có rất trong 12 sợi dây thần kinh ấy, 12 sợi dây điện của cổ hình như có bị mát một sợi hay sợi gì nó chạm mạch như thế nào đó đó. Trời ơi, mát một chùm mình ơi. Một sợi gì. Đó. Nhưng mà mình đánh giá cao là cô này phải tặng cho một cái danh hiệu, không phải là nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ nhân dân gì cả, nhưng mà cô này phải được tặng một cái danh hiệu là người can đảm của năm 2021. Nhờ cái gì đó hay là người điều mạng không phải ưu tú nha, người sẽ ưu được. phải tặng một cái danh hiệu, tức là người không phải anh ơi, nghệ sĩ ưu cưa, người liều mình hay cưa người... chứ phải là ok người liều mình hay là cái người can đảm phải tìm được một cái phải... Tôi không biết là cái dây gì nó quất hay là nó bị chạm, nhưng mà tôi biết cái dây nào là nó quất dễ sợ lắm. Rồi để anh tiếp tục. Hồi nãy thì ra là em nghe anh phân tích về cái vụ mà Phật Pháp thì cũng hay đó. Tùy anh là nếu mà anh muốn tiếp tục mà... Tôi thích anh Huy Đức phân tích về cái vụ ngải đó. Tôi nói tôi không tin về vụ ngải nè, nhưng mà hồi nãy lúc mà anh em mình ngồi ăn trưa với nhau á, bùa ngải, tôi thấy anh Huy Đức bây giờ là mình phân tích hay quá thì bây giờ phân tích luôn. Mình phải tận dụng những cái thời gian này quý vị ơi. Quý vị, cái thú vị không vậy quý vị? Quý vị ơi, quý vị có thương anh Huy Đức không quý vị? Quý vị thả tim nha Huy Đức đi quý vị. Thực ra không phải gọi là em ơi. Nè, Phật Pháp là em rất là ngạc nhiên nè nha. Rồi cái đó là anh phải có những cái chuyện, những cái mà phân tích là hay rồi nha. Bùa ngải ếm chú trong cái vấn đề này, bởi vì như là cái sự kiện này thì quá nhiều những cái vấn đề mà không phải ai cũng có cái đủ cái kiến thức để nắm hết được. Mà ngày hôm nay thì anh Huy Đức lại có chắc phải nhờ hai ông này nhích qua chút xíu chứ Nam Quang gần sắp rớt ra khỏi khung hình rồi. Bà con nói là hai ông bự con này đè Nam Quang quá. Bây giờ quý vị muốn nghe anh Huy Đức nói về tôn giáo, nói về Phật Pháp trong cái sự kiện của Đại Nam này, hay là muốn nghe nói về bùa ngải quý vị? Bùa ngải rồi sự kiện luôn. Mà hôm nay mình bắt cóc được anh Huy Đức là mình phải không, mình đã bắt cóc anh nộp mạng. Nộp mạng okay. Phải làm sao ra tượng đài nữa chứ. Mấy giờ? Mấy giờ 4 giờ tới 6 giờ. Chơi 4 giờ để thôi nửa tiếng nữa đi. Dạ okay. Nãy người ta chạy thôi, bây giờ mình không sao, trễ cũng chút được. Thì nói chung đó thì mình cũng tâm sự, mình cũng có đã làm cái livestream qua. Trong cái thế giới bùa ngải, bùa và ngải hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Bùa tức là mình phải nó có những cái môn phái, nó cũng giống như những cái môn võ, ví dụ như lỗ ban, nam bông, thần quyền, đó là những cái môn mà mình phải luyện rất là nhiều, mình phải luyện, mình xăm, mình luyện chú mỗi đêm như vậy, rồi mình phải đọc chú. Thì khi mà mình học bùa như vậy, thầy bắt đầu mới là làm sao để mà mình nhập bùa. Thì trong cái bùa nó giống như là một cái môn phái, thì ví dụ như là lỗ ong đó thì người ta luyện rắn rất là nhiều trong cái bùa lỗ ban, bùa năm ong, thần quyền, tức là những cái bùa gồng. Thì trong cái bùa đó là một cái môn phái để luyện. Còn ngải đó thì là một cái loại, nó là một cái loại cây cỏ, một cái loại thực vật mà người ta luyện, bởi những cái cây đó nó trở thành, nó có linh tánh, nó có thành ra linh tánh. Thì ở trong ngải đó thì nó có rất là nhiều loại. Cái Huy Đức được một cái duyên là khi mà ở xã Gia An, mà mình hay nói là Võ Hoàng Yên cùng Võ Hoàng Yên ở thôn 3, mình ở thôn 5. Đó cái này hay thì quý vị. Đó là giống như gần như Đồng Hương với lại Võ Hoàng Yên. Mà khi mà ở dưới Cà Mau mà dời lên Hồi xưa mình ở đó nó gọi là xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Thuận Hải. Ở cái khu vực đó là núi rừng trùng trùng điệp điệp của Nam Trường Sơn. Nó là La Ngâu, La Dạ, là cái chỗ mà trại cải huấn thiếu nhi mình ở trên cái khu núi đó. Ở đồ chỗ đó có núi Thuận Hải sẽ giống như ở miền Trung vậy anh? Dạ không, nó ở ngay Bình Tuy, Bình Thuận bây giờ đó. Đi ra đường Hàm Tân. Thì ở đó nó có một cái làng chàm rất là lớn. Thì cái gia đình nuôi của Huy Đức là ở đó thì đi thầu những cái bào, ở đây mình gọi là cái lake, ở bên Việt Nam nó kêu cái bào, thì cái bầu giống như bầu sen, bầu sen, bầu cá. Thì ở bên đó người chàm họ gọi cái tôm, cái tôm là tiếng chàm, nó có tôm cả, tôm le, tôm sấu, thì cá sấu rất là nhiều. Thì có một cái ông người chàm, tên của ông là ông Đồng Gia, ông người chàm, ông mang khố, người chăm á, phải không? Người chăm, người chàm. Thì những cái lúc mà ở trên những cái chòi đó thì thấy có một cái ông cứ tới ngồi ông ở chòi, rồi ông cứ nói chuyện một mình ông thôi, mà mình ngồi trên cái chòi giống như chòi cu á. Thì khuya trăng mình dòm xuống thấy, ủa sao cái ông chàm này muốn nói chuyện mình. Cái chòi cu anh coi chừng chị Hằng chỉ hỏi cái chòi đó bán ở đâu chứ mua về cái nghe cái chòi cu. Tại vì làm cao lên cho cá sấu nó khỏi bò lên, 4 cái cột. Rồi sau đó làm quen rồi mới biết, rồi cái mới theo ổng đi bắt cá sấu. Rồi bắt cá sấu, rồi hồi đó cá sấu mà khoảng chừng 3 tấc, khoảng chừng 2 gang. Ồ, lúc đó chỗ đó có cá sấu hả? Cá sấu nhiều lắm. Thank you Luna. Thì cá sấu con đó thì dân ở Sài Gòn họ về họ mua. Còn cá sấu bự đó thì họ chỉ mua bộ da thôi. Còn cá sấu hoang dã phải không? Cá sấu hoang dã, cá sấu bự. Thì họ có cái độc, họ có cái ghe độc mộc, mình đi với họ. Thì nếu mà bắt cá sấu bự đó thì mình lột bầu da mình bán cho dân ở Sài Gòn được, hồi xuống họ mua. Còn thịt đó là mình đem mình chia ra, còn bắt cá sấu con thì bán rất là nhiều. Thì sau đó cứ đêm nào mình cũng thấy ông ngồi ông nói chuyện, cái mình hỏi ổng, cứ ra riết, mà ổng lại ngược lại, ổng lại thích mình. Tại vì hồi đó ổng cũng đi lính Việt Nam Cộng Hòa, ổng là trung sĩ đồng gia, ổng cái mình mới nói về khoa học hả chú. Cái bữa cái mình mới hỏi ổng, nói chứ chú ba sao đêm nào con cũng nghe chú nói chuyện, mà con dòm xuống thì con thấy ai, thấy con mình chú à. Cái lúc đó ông mới tâm sự, ông nói là tao nói chuyện với người cõi âm. Thì bắt đầu mình mới ngạc nhiên, từ đó mình mới đi vô bắt đầu thế giới đó. Thì đi thế giới đó thì mình theo ổng, thì ổng nhận đệ tử, rồi bắt đầu mới luyện binh. Thì thực ra người tin thì có, mà không tin thì không có, cái đó ai cũng hiểu được. Trong cái cõi âm và cõi dương nó chỉ cách nhau một cái lằn, tức là cái đường lai. Thì cái người cõi dương giống như mình là người cõi dương, người cõi âm không có cõi âm giống như vậy. Mà nếu mà khi mà mình tin rồi đó, mình trong cái sự mà làm sao để mà mình khai thị, làm sao để mình có thể tiếp cận, mình có thể gọi là chiêu binh, tức là mình kêu gọi họ về. Nó có những cái bài pháp, nó có những cái bài để mà mình kêu gọi những cái oan hồn. Ví dụ như bây giờ người ta nói là chết oan, Nam Quang Tiến Dũng hay nói tại sao gọi là chết oan là bởi vì những cái người đó cái dương tánh họ chưa có tặng. Đúng ra cái số đó tới cái năm đó họ mới chết, mà tự nhiên tông xe cái rằm cái họ chết. Tức là họ chưa tới cái năm 2021 họ chết, năm 2019 họ chết. Tức là họ phải còn cái hồn, họ phải sống ở trên dương gian này 2 năm sau, đúng cái ngày cái giờ đó họ mới nhập, họ mới xuống âm phủ, họ xuống chỗ nào để mà họ chịu tội, ví dụ vậy đó. Thì cái đó nó là như vậy. Vì vậy cho nên khi ở trong đó thì có những cái oan hồn đó họ cứ vất vưởng này nọ, thì trong những cái người làm ngải làm bùa đó họ triệu cái hồn nó về, gọi là triệu hồn. Thì bắt đầu triệu hồn về xong rồi nó gọi là triệu binh, luyện binh và sử dụng binh. Thì ở trong cái tiếng mà bùa ngải đó họ triệu về rồi là khi mà sử dụng thì bắt đầu bên đó là về vấn đề mà luyện binh. Còn ngải đó thì nó là những cái cây. Thực ra nó không có gì hết. Ngải là những cái cây nghệ quang, tức là những cái cây nó giống y như cây nghệ của mình, cây gần cây nghệ mình đó, mà nó mọc hoang ở trong rừng lâu năm ở trong đó. Rồi đó họ mới đem những cái cây đó về bắt đầu họ luyện. Họ luyện làm sao để cho nó có cái linh tánh ở trong đó để họ sử dụng. Thì nó gồm có ngải lửa, nó gồm có ngải thủy, nó gồm có là ngải gà, nuôi bằng gà đó, có người nuôi bằng nhang. Thì khi mà họ luyện miết như vậy bắt đầu họ sử dụng được. Còn thiên linh cái đó, thực ra nó nói ở Việt Nam có thiên linh cái, không có. Thiên linh cái là luyện cái thai nhi, mà trong cái thiên linh cái thai nhi nó có 2 cách. Một là cái thai nhi mà người mà thiên linh cái mà người đàn bà mà có mang, khi mà họ có mang rồi họ bị uẩn ức, họ bị cái gì họ tự chết đó. Thì những cái ông thầy luyện linh cái mà cái ngày đầu tiên chôn đó, ông đào cái huyệt xuống, mổ cái bụng cái bà đó, lấy cái thai nhi đó về để ông luyện. đó là một cái linh thiên linh cái đó, nó rất là linh. Còn cái thiên linh cái mà người ta cho cái thai nhi rồi về luyện cũng linh thiên cái, nhưng mà nó không có linh. Thực ra ở Việt Nam mình chưa, hồi xưa đó theo như mấy thầy kể đó, hồi xưa ở cái Ngũ Sơn ở dưới ở Châu Đốc miền Tây đó thì có cái vị thầy đó là người Campuchia, thì ông thầy đó thì có luyện được thiên linh cái. Còn bây giờ nếu mà thầy cỡ như mà thầy ở ngoài núi Trà Cú Phan Thiết đó, nếu mà anh chị em ở ngoài Phan Thiết đó biết thầy Bảy, là cái ông đó là ông thầy của mình, tức là ông Đồng Gia đó, hễ thư người nào đó ở trong cái khu Bình Thuận Bình Tuy đó mà ông Đồng Gia thư ông nào thì đem ra núi Trà Cú thì ông thầy ở nguyên núi Trà Cú giỏi hết. Tức là hai ông khác nhau ha. Ồ, hai gì ta? Một ông người Chàm ở trong cái khu là Đức Linh Đánh Linh, còn cái ông người Việt ở ngoài núi Trà Cú ngoài Phan Thiết thì lại lại giải vừa giải nữa. Vậy là có nghĩa là cái ông người Việt đó là cao tay hơn ông này. Cao hơn giải. Tức là một ông thiện ông ác đó, một ông chuyên giải, một ông chuyên là tóc tai với lại đinh ốc vít đồ gì thế, đúng không anh? Là mấy cái đó. Mấy cái đó họ ém vô cái đó là. Vậy là có thiệt chứ quý vị, có thiệt chứ quý vị. Cái lúc đó là Huy Đức chơi đó thì có luyện cái sợi dây gọi là dây chạc, đó là trong cái ngũ hành đó, ổng làm cho mình một cái sợi dây, đó là gần 2 năm trời, cứ mỗi lần mà trời mưa sấm sét đó là mà sấm sét đánh chỗ nào là mình đi chạy tới cái cây đó, thì thế làm sao đào được, nó sẽ có một cái miếng sắt, từ vì sấm sét nó đánh vô mấy cái cây thế nào ở đó thì mình lấy cái miếng đó, rồi cái đó là ở dưới nước đó, ở dưới mấy cái bào nó có một cái cây tum, nó mọc ở dưới nước, luôn luôn nó dưới nước, mà mình lấy lên mình để mình phơi khô, cái gì nó khô rang vậy, mình đem vô chọc cái tự nhiên nó ẩm ướt, nó hút nước ở trong đó, thì nó làm 5 cái thành một cái sợi dây gọi là dây ngũ trạc. Thì dân mà dân chơi bùa, dân luyện ngải đó, thằng nào cũng phải có cái sợi dây đó mình đeo. Thì sau khi mà bắt đầu mình ở tù về lần thứ 2 đó thì mình trả cho ổng, mình đem xuống cho thầy, mình trả hết cái chậu ngải mình nuôi, chính ông ngải lửa đó là mình cũng đem mình trả cho ổng, rồi mình trả sợi dây chạc, xong sau đó là mình đi Mỹ luôn. Nhớ anh, nhưng mà bây giờ như là cái mục đích của anh học đó, là để cứu người hay là để học để hiểu biết hay là để làm gì anh? Hay là... Hồi đó mình không có nghĩ, hồi đó háo thắng, tức là tuổi còn trẻ thì nghe thấy lạ thì học, thấy lạ rồi ông nói thì mình thấy nó hay, nhưng mà mình được có một cơ duyên là sau cái thời gian là về ở Xuyên Mộc Bà Tô đó thì hôm đó mình chở ông già nuôi đi chùa, ở trong chùa thì hôm đó có thầy Thích Kiến Tánh. Thầy Thích Kiến Tánh ở Đồng Nai về giảng pháp ở đó, thì tự nhiên đó thì sau cái buổi giảng pháp đó, đi dạo ngoài đó thì thầy Thích Kiến Tánh mới tới, mới nói rằng con đi dạo với thầy, thì mình mới dạo thầy, thì thầy mới nói rằng nghĩa là thầy khuyên con đó là đừng có đi vào cái con đường tà đạo, hễ mà con đang làm cái gì thì trả lại hết đi, tại vì những cái việc mà con làm hoặc là những cái mà con đang đeo đuổi đó nó không có đem cái gì tốt lành cho con. Tự nhiên mình ngạc nhiên, mình mới hỏi thầy Thích Kiến Tánh đó, tại vì nếu mà trong Phật giáo Đồng Nai đó ai cũng biết là nhất minh tâm nhị kiến tánh, hai thầy đó rất là giỏi. Thì từ chỗ đó mình mới ngộ được một cái điều rằng là mình đi vào cái con đường tà đạo, mình đi vào một cái thực ra nó không có gì ghê gớm hết, tức là giữa cái âm và cái dương, hễ mà bạn đi theo cái dương thì bạn sáng, bạn đi theo cái âm thì bạn tốt, nó đơn giản. Bằng đêm và ban ngày, bạn sống về ban ngày thì bạn sáng, bạn sống về ban tối. Rồi đó là giống như là mình thấy, giống như hồi nãy Nam Quang Tiến Dũng hỏi về vấn đề mà lên đồng, nhảy đồng, đúng rồi đó. Hai cái đó là bùa ngải khác, còn nhảy đồng cái đó khác nhau, khác hoàn toàn. Cái đó là cái người cõi âm họ mượn một cái xác, họ mượn một cái người mà giống như trong cái tâm linh của mình yếu. Tại vì theo như những cái vị mà khai thị rồi đó, mỗi người chúng ta có bao nhiêu âm binh theo mình, hiểu không? Có bao nhiêu, nói chung giống bao nhiêu lính. Mình có bao nhiêu lính theo đồ, có nhiều người mạng thằng đó lớn. Thực ra mạng thằng đó lớn là bởi vì nó có nhiều binh, nó hỗ trợ, nó bảo vệ mình. Mạng thằng đó yếu, mạng đó này nọ, từ mình ít phước. Nói theo đạo Phật tức là người có dày phước và người có mỏng phước. Nói theo về bùa ngải, nói theo về giới tà linh tức là người đó có nhiều binh, người đó có ít binh, đơn giản vậy thôi. Tại vì mình không muốn đi đào sâu về cái vấn đề, mình muốn nói nhiều về vấn đề đạo Phật là phước đức nhiều hơn về vấn đề binh. Tại vì khi mà mình làm bất cứ một cái gì cũng vậy hết, mà mình đi sai một cái con đường tự nhiên mình sai. Vì vậy cho nên đó là trong cái vấn đề đó đó, họ có nhiều người họ không có hiểu được, họ nghĩ cái đó là cool, cái đó là very good, nhưng mà thực ra cái đó rất là tai hại. Rất là tai hại là bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái người càng để cho cái cõi âm vô trong cái cơ thể của mình càng nhiều thì cái dương mạng, cái dương tính, tức là cái đèn dương của mình nó càng ngắn lại, đơn giản vậy thôi, chứ không có gì hết. Anh chơi với người ngay, người tốt, anh giỏi ra càng nhiều, anh chơi với là giang hồ, hổ báo đồ này nọ thì cái ngày anh vô tù càng ngắn. Đơn giản, giải thích nó rất là dễ hiểu. Và ví dụ như là hỏi anh Huy Đức ơi, có anh có nghĩ là Hoài Linh nữa? Có chứ, mình đã đi những cái đó rồi, mình cũng đã. Nhưng mà có một cái điều mà nói là lên bóng mà tung tiền hoặc là mở mặt ra rồi cười rồi chỉ mặt đứa này quăng tiền, cái đó là xạo. Mình nói thẳng là vậy. Từ vì khi mà bạn nhập đồng đó, bạn nhập hồn nhập đồng lên bóng đó thì bắt buộc cái cơ thể con người của mình phải mê. Tức là mình không có control được, mình không có thể control được con người, mà được cái lý trí của mình mà cái linh, tức là cái vong, họ kiểm soát mình, họ sử dụng mình. Và luôn luôn lúc nào mình cũng có một cái khăn đào, tức là một cái khăn đỏ, họ che cái ánh sáng và mình không có thể nào mà mình thấy được thằng này cầm cái cọc tiền, chỉ thằng này quăng cọc tiền, không có. Cái đó là làm cho có vẻ là giống như ấy là thôi. Tại vì khi mà bạn cầu hồn, nhập hồn thì cái hồn đó họ vô. Vì vậy cho nên thử đó, nhiều khi mình nói đây để anh chị em nào mà đi những cái đền, cô cậu đó, thử dùm cho Huy Đức luôn. Đứa nào nó cứ nhập, để cho nó nhập sao? Thắp cái nhang, chích vô cái mông nó một cái, chích vô cái hông, cái tai nó. Hãy mà nó dậy nhảy dựng lên cái, quánh cho nó bắt tai nó, mày xạo. Tại vì khi đó mà cái người mà người ta nhập vô rồi đó, cơ thể của người ta không biết nóng, cơ thể người ta không có cảm giác, giống như không? Tức là họ giống như là bị chích thuốc mê, giống y như kiểu đó, giống như họ bị chích thuốc mê, họ không biết gì hết, họ có thể nói, họ có thể điều khiển, cái voi của họ sẽ khác luôn. Cái voi của giống như là cậu ông đó, cái voi của không phải là giống như cái voi một cái người nào khác hết, là bởi vì cái cổ của họ bị cứng như thế nào đó và cái vong đó nó điều khiển nói. Cái đây là nói về tâm linh chứ mình không nói khoa học. Cái khoa học thì không thể chấp nhận cái đó được, thấy không? Nhưng mà mình nói về tâm linh, tại vì cái đất của mình nó địa linh nhân kiệt, nó về tâm linh mà mình hiểu. Thì khi ở trong đó thì cái người đó họ không thể mở mắt ra và không thể cái khí dương, tức là ánh sáng vô con mắt của họ. Tại vì khi mà ánh khí dương con mắt của họ, tự nhiên họ phải tỉnh liền, họ không có thể nào họ bị mê liền hết. Cái vong đó nó không có thể ngự trịnh nữa. Vì vậy cho nên những cái người cầu đồng nhập vong đó, họ phải điều che một cái khăn vải đào, tức là một cái khăn vải đỏ để che cái đó. Và có nhiều người giống như là, tại vì khi mà hậu đồng như vậy đó thì họ được trả tiền. Rồi họ ở bên Việt Nam nhiều khi đói khổ hồi xưa đó, thì sau khi hầu đầu xong được rồi cho tiền, cho đồ ăn rồi đem về cho gia đình con. Thì có nhiều người họ giả, tức là không có nhập thiệt, nhưng mà giả cũng ta đây là như thế này thế khác, xong rồi để Thì cái cách mà thử đó, cái cách mà thử hữu hiệu nhất biết người đó nhập thiệt hay là nhập giả, thì thắp cái cây nhang chích vô cái tai của họ. Tại vì cái tự nhiên cái cơ thể của con người, cái cảm giác của con người mình, tự nhiên cái cây nhang lửa chích vô cái tắc, Tiến Dũng như cái bắt liền, mày sao thế giờ là biết liền. Còn chích vô mà họ phỏng nguyên một cái này mà họ không biết gì hết, thì đó là thiệt. Có những người đó khi mà họ bị nhập rồi mà họ không có sức được, vì khi mà đi ngồi đồng như vậy, có những cái vong nó nặng quá, có những cái giống như là gặp thứ thiệt nó nặng quá thì nó không có xuất ra. Thì luôn luôn họ bao giờ họ cũng chuẩn bị một cái bình rượu đế đó, họ luôn dùng bên bình rượu đế. Và khi mà cái vong đó nó không nhập rồi đó thì họ ngậm rượu, họ phun, họ dở cái khăn đào ra, họ dở cái khăn ra, họ phun rượu vô trong mặt thì cái người đó bật ngửa ra lại. Thì cái cách nó là như vậy. Anh chị em thấy hồi xưa lúc em còn nhỏ em hay nghe, mà em cũng có thấy mấy người mà cắt máu rồi xong người viết xịt ra rồi ta cũng không biết luôn, đâm cái kim, đâm cái con dao, lấy dao, lấy mấy cái tăm xe, tăm xuyên tự này, họ không đau, họ không biết gì hết. Nhưng mà xong rồi họ rất là đau. Tới xong rồi nhiều khi lấy dao họ đâm vô trong ngực, họ lấy dao họ đâm vô, họ không biết, họ không đau chứ bình thường đâm cái là họ đau. Thì cái đó là những cái đó là sự thật. Nhưng mà riêng Huy Đức nói đó thì tuyệt đối đừng bao giờ, mình biết thì biết vậy chứ đừng bao giờ mình chơi. Tại vì cái đó nó ảnh hưởng tới cái dương mạng của mình rất là nhiều. Khi mà mình để cho những cái vong nó nhập vô cái người của mình đó, khi mà mình để cho cái vong nhập vô thì cái dương mạng của mình, cái dương tính của mình đó nó sẽ ngắn đi là không nên. Thực sự đó thì bởi vì vậy cho nên sau khi mà được diện kiến thầy Thích Kiến Tánh rồi và bái thầy làm sư, và thầy Thích Kiến Tánh là người quy y cho Huy Đức, là cái pháp danh là Huệ Quang. Thì từ đó thầy mới dẫn mình vào, trở ngược lại vào cái con đường chánh đạo. Thì từ đó thầy mới giảng giải, rồi mình mới compare, mình mới đem mình so sánh về cái phước báo, về cái phước phần của cái đạo, rồi về cái cõi âm của bên là bùa ngải đồ này nọ. Thì mình mới hiểu được thì họ thực sự cũng giống như vậy, đều xài chữ khác nhau và cái cách tu nó khác nhau. Một bên tu thành ma, một bên tu thành Phật, đơn giản vậy thôi chứ không có gì hết. Nó rất là dễ cho mình dễ hiểu. Còn mà cái vụ mà bỏ bùa mà để cho thí dụ mình bị uống cái gì, mình bị dính bùa hay gì đó mà mình yêu người ta cuồn rồi mình đi tắm đêm mình đi thắp nhang rồi đó, thì cái bùa đó có không anh, hay là anh nghĩ sao? Không, cái này nó thiệt, cái này hỏi thiệt. Tại vì hai vợ chồng của anh chị hai đã từng nói là bị dính bùa cho nên mới vật vã, mới ngồi trên đống lửa rồi mới vậy. Cái đó hoàn toàn không có. Không có hành. Mê là mê thôi, phải không? Ví dụ như mê bộ râu là mê bộ râu, chứ không có cái vụ mà mê bộ râu mà đổ thừa là bị bộ râu đó ếm này nọ, phải không? Không có. Mê bộ râu là mê bộ râu, còn không phải là mê bộ râu là đổ thừa cho bình sữa. Trong cái bùa họ cho là mê, tức là nó giống như một cái loại họ thổi, thường nghe cái câu là thổi bùa. Thực ra đó là một cái loại bột ở trong một cái cây mà họ dùng cái bột đó để họ làm cho mình bị, tức là trong cái lý trí của mình 100% đi thì mình bị mất control. Và tự nhiên lúc đó mình cứ u cạc và mình nghe cái lời của người ta sử dụng. Nó làm cho mình giống như cái người ta nói tự nhiên cái tâm thức của tôi nó không còn nữa. Giống như là mình chụp thuốc mê để mà chuẩn bị đi mổ. Bên khoa học thì nó là một cái loại thuốc mê. Ở bên này thì họ gọi là bùa ngải. Thực ra cũng giống như Huy Đức thường kể cho anh chị em đó, khi mà coi về cái óm alai, tức là ngải óm alai. Thực ra mình biết cái ngải óm alai là gì, nó là một cái loại cây cỏ trong rừng, nó giống y như cây rau răm của mình vậy đó. Y giống như cây răm, nhìn dễ bị nhầm lẫn với cây rau răm. Họ hái cái cây đó về, họ đem họ phơi khô với là, xin lỗi, là cái phân gà sáp đó. Họ trộn lại với nhau, họ bỏ trên một cái miếng sắt ở trên lửa đó. Họ làm cho nó khô, họ tán thành bột. Nó là một cái chất bột kịch độc mà trong ly nước hay đồ ăn gì đó họ bỏ vô cho mình ăn đó, thì ở trong cái ruột mình, trong bao tử mình nó cứ lủng lỗ, nó làm cho những cái đó, nó bỏ nó nhổ chất. Thì đại khái nó là cái chemistry, nó là giống như một loại hóa chất. Nó là một cái loại độc tố, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà bởi vì nó ở rừng rú, bởi vì nó ở trong cái thiếu văn minh thì mình cứ cho nó là đặt tên là ngải ó Malai hay ngải ó gì đó. Nhưng mà nếu mà mình xét theo khoa học thì cái này đâu phải ngải gì đâu. Cái này nó là một cái loại mà giống như cái hột mã tiền mà đúng rồi, mã tiền độc lắm, ông chết queo lá ngón rồi đó. Đó thì đó thì có những cái rau cải, có những cái đời này nọ mà mình không biết, mà để mà nó ở cái này chemical reaction, giống như tiếng Anh của mình chemical reaction, nó tạo hai cái nhau nó trở thành một cái chất độc. Thì mình chết queo thôi. Nhưng mà từ cái chỗ đó hồi xưa rồi mình không có biết, rồi mình ông này kêu là cái này cái ngải này cái ó này nọ. Thực ra nó có nhiều cái. Thành ra nếu mà nói về kêu mà giống như Tiến Dũng hỏi rồi cuồn rồi nửa đêm đó là người đó là muốn bứt rứt rồi phải đi tắm rồi phải đi như thế này thế kia. Thực ra cái đó cái con ma dục tính ở trong người nó trỗi dậy mạnh quá, mình không có control được. Rồi đó là cái đầu mình quan tưởng, mình nghĩ mình sẽ giống như mà là một con là Trăng rồi quấn với anh Võ Hoàng Yên, rồi hai đứa giao quan với nhau. Rồi cái từ những cái hình ảnh quan tưởng đó nó làm cho mình cuồn đổ lên, rồi mình cứ nghĩ đó là bùa, chứ thực tế ra đó là bởi vì cái cơ thể mình nó đòi hỏi quá nhiều, ảnh hưởng thêm cái tâm lý của mình về cái dục vọng mà mình không có control được. Con người mình ai cũng có dục vọng cả, mình không thể từ chối đó. Cái quan trọng là mình có control nó được nó hay không. Vậy thôi, chứ còn làm gì có cái chuyện bùa mà xong rồi lên rồi cái nửa đêm rồi phải đi tắm rồi phải, không có chắc làm gì xong mới đi tắm. Anh phải đi phải không? Để mình coi cái phone tự việc đi. Năm Quang lấy gì? Okay, sure. Thì nó có một cái gì là bây giờ trước khi đi đó thì sẵn mình túm được anh Huy Đức rồi mà mình để cho anh đi một cách dễ dàng quá. Hàng chi này giờ. Để anh đi dễ dàng quá thì không có nên. Cho nên bây giờ có hai cái điều nữa em. Hai đứa em thì mỗi đứa cũng có những cái dự đoán. Mà riêng đối với anh thì anh thấy riêng cái phần của anh Hoài Linh thì anh thấy nhà nước có thể can thiệp cho anh Hoài Linh trong cái sự kiện đó tốt hơn. hay là sẽ tiêu tan luôn, hay là sẽ như thế nào về cái sự kiện của anh Hoài Linh không? Chứ em thấy là anh đuối rồi đó, anh Linh là anh cũng mệt mỏi lắm rồi đó. Anh vừa có nhà thờ tổ, anh vừa có sự nghiệp, rồi vừa cái gì từ thiện, rồi quyên tiền, cái gì mà bao nhiêu sự kiện cùng lúc vậy. Anh trong cái nhìn của mình nó là như thế này. Trong cái nhìn của mình đó thì tất cả đều dưới sự điều khiển của ban tuyên giáo hết. Okay. Bây giờ đó là họ không có ra tay liền bây giờ đó. Họ để cho là kể như là ngu cò tranh nhau rồi ngư ông đắc lợi. Thì bây giờ đó thì cho là Võ Hoàng Yên rồi là Phương Hằng gì quánh nhau, nhưng mà thấy sofa là trong thời gian cái mũi dư luận không có còn chỉ vô Võ Hoàng Yên nữa, mà bắt đầu chỉ vô Hoài Linh và cái nhóm ca sĩ rồi thiện nguyện. Bây giờ đó ban tuyên giáo họ đâu có muốn những cái cá nhân đó đi làm thiện nguyện đâu, mà cái tiền mà để làm thiện nguyện này nọ phải đóng vô mặt trận tổ quốc phải này nọ, tức là họ toàn quyền, đúng không, hiểu không? Họ toàn quyền chứ họ không có muốn những cá nhân đứng ra làm như vậy. Từ đó là cái sự thất thoát của họ, đó là một cái sự thất thoát của họ, vì tổn thất của họ rất là lớn. Bây giờ kể ban tuyên giáo kêu gọi chẳng có ai đóng tiền hết, mà Thủy Tiên kêu gọi cái mấy trăm tỷ, Hoài Linh kêu gọi mười mấy tỷ, 30-40 tỷ. Nếu cái tiền đó mà không có những cái không có những cò mồi mà làm giống như vậy thì tiền đó đi đâu? Tiền đó vô ban tuyên giáo, tiền đó vô mặt trận. Cái đó là họ muốn giống như vậy. Vì vậy cho nên bây giờ đó là họ không có ra tay, họ chưa có ra tay chứ không phải không ra tay. Để cho tụi bay khai hết nhau ra đi, tụi bay cứ đem lên bàn mổ đứa này bao nhiêu đem hết ra, sau cuối cùng xong xuôi đâu đó họ mới cuốn lưới lại. Họ mới cuốn lưới lại thôi. Tại vì nói chung với Cộng sản thì mẹ nó khủng khiếp chứ không phải đơn giản giống như mình nghĩ. Hồi giờ nó bị thất thoát bao nhiêu tiền rồi mà bây giờ có cái sự việc này. Thực ra hỏi chứ làm một cái bài nhạc cũng bị ở tù, nói một cái câu đụng tới công an cũng bắt này nọ. Bây giờ Phương Hằng đòi giải tán quốc hội, đòi thay chính phủ này nọ, bộ tụi nó điên nè. Rồi bây giờ đó là gian lận đó là 5-3 triệu là công an nhảy vô cuộc liền. Bây giờ 10 mấy tỷ, 20-30 tỷ tiền không giải ngân này nọ, bộ tụi nó ngu hết hay sao? Nhưng mà tự vì họ chưa có làm là họ muốn gom hết lại cá lớn cá nhỏ gì tụi bay, kể là nước đục xong lương chặt tròi đầu lên hết, lúc đó ta mới đi lượm hết tụi bay. Cái nhà thờ tổ của Hoài Linh đó thì trong tương lai, theo như mình nghĩ, trong tương lai mà nếu mà ban tuyên giáo, nếu như mặt trận đó ra tay thì nó trở thành là một cái khu di tích lịch sử về là truyền thống lên đồng hậu đồng, không để như vậy. Rồi là Hoài Linh đó thì sẽ viết một cái thư hiến tặng cho là nhà nước. Rồi, nguy hiểm mình ha. Trời ơi, nó gắn cho cái tội trốn thuế thôi, có gì đâu, biết bao nhiêu người nó vô nó mày cái này mày trốn thuế này nọ ra mày cả. Rồi em thấy cũng có lý đó. Là tại vì thí dụ như xây cái nhà thờ 200 tỷ thì nó bắt mình khai là 200 tỷ này từ đâu ra? Là sao bao nhiêu năm chờ nó đóng thuế trên 200 tỷ này? Đó, tiền thuế ai cho, ai tặng, hay là thu nhập cá nhân, hay là cái gì ha, cũng hay ha. Trời anh ơi, hay ha. Nó làm cho một phát thì nó làm sạch tự động mình phải viết giấy tặng cho chính phủ chứ không cần tịch thu. Nó không cần tịch thu. Tại vì nó tịch thu nó phải mang tiếng. Bây giờ đó là mày theo cái tất cả những cái tội trốn thuế này mày phải ngồi tù 8 năm. Nếu mày không ngồi tù 8 năm mày chỉ cần 4 tháng và sau 4 tháng đó mày viết mua cái giấy tặng cái nhà thờ tổ này, và cái nhà thờ tổ này tụi tao không lấy làm gì hết, tụi tao cũng giữ nhà thờ tổ nhưng mà lại này là làm khu di tích lịch sử để hầu đồng được thầy của Việt Nam. Khu du lịch gì đó, khu du lịch tâm linh. Khu du lịch tâm linh thì vậy thôi, là khu du lịch tâm sinh lý. Thì cũng có dính tích chữ Linh, đúng không? Đáng lẽ là khu du lịch Hoài Linh thì giờ chuyển đúng ha, khu du lịch tâm linh. Rồi Đại Nam cũng vậy đó, ta nói là làm ăn với Cộng sản, sống dưới chế độ Cộng sản mình phải biết, mình phải hiểu. Đừng có nghĩ là tôi có tiền. Hỏi với vợ chồng Dũng Lò Vôi gì, thằng một thằng đảng viên quèn, một thằng bộ đội Campuchia, một thằng hậu cần, bộ trưởng thứ trưởng của nó còn cho vô tù ngồi, mà mày thằng bộ đội là gì? Bây giờ mày đang có là cái dòng họ Văn Kiệt bảo kê cho mày, mày đang có Dũng Sầm Mâu bảo kê cho mày này nọ, nhưng mà những thằng đó mà yếu cơ một cái tành. Trời ơi, bây giờ mày thiếu tiền, bây giờ mày trốn thuế, bây giờ nó vô công nhân như thế này. Cái vụ số người mà hồi xưa cọp cắn trâu, gầm trâu dài rồi đó, bây giờ lật lại hết hồ sơ rồi này nọ. Mệt quá anh ha. Và chưa kể hình như là nếu mà một người nào mà ở bên Mỹ này là quốc tịch Mỹ hay là gì đó mà đi về đi ra nước ngoài làm việc, rồi cái tự nhiên cái có tiền nhiều để xây một cái cơ ngơi nào đó mà 200-300 tỷ thì nhiều khi ở bên này nó cũng hỏi chứ không phải không. Hỏi chứ. Ủa tiền đó đâu ra vậy? Bởi vậy ai cho ai tặng, ai biếu ai xén, ai làm việc làm sao, hàng năm được bao nhiêu, thuế má làm sao mà giờ có đóng tiền để mua đất mua đai rồi rần như vậy cũng khổ. Hôm trước mình có cái livestream mình có nói là Phương Hằng em chỉ còn chắc 2 tháng hơn, mình nghĩ cỡ đó thôi. Bây giờ tốt bé nhất bé Hằng bây giờ bé Hằng em tốt nhất là em bỏ của chạy lấy người đi. Mẹ cỡ giống như bà Năm đó, bà Năm mà hồi xưa mà cúng cho Hồ Chí Minh mấy ngàn cây vàng trong cái thời kháng chiến đồ này nọ mà cuối cùng tụi nó cũng đem ra đấu tố, hỏi chứ con bé Phương Hằng này là gì, mày cho là cộng sản được bao nhiêu, mày thử tính thử coi. Mẹ người ta nuôi nè, Hồ Chí Minh là Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, nguyên cái bộ chính trị trong nhà của bà, nguyên cả mấy cái công ty của bà hồi xưa, mấy hãng xưởng thời Pháp, mấy trăm ngàn cây vàng bà đều cho Việt Minh hết, cuối cùng cái đấu tố nó đem bà ra giết. Bài học rất là rõ ràng đó, nó không hiểu. Rồi bây giờ đó là nó nghĩ rằng tôi là như thế này, tôi là như thế khác, bao nhiêu trăm tỷ. Mẹ đối với nó xin lỗi chứ, một cái tờ giấy của nó ra thôi. Bây giờ một cái bài học mà cho nó rằng là cấm mày live stream, mày không được lên chữ này, bao nhiêu là nó đủ hiểu rồi. Mày lên mày nói cái là chỉ một cái chỗ nhỏ nhỏ thôi, một cái quận huyện gì nhỏ nhỏ gửi cho nó mày không được live stream, hoặc là một cái chỗ gì đó mới có thể phạt nó 7 triệu mấy. Nhưng bây giờ nếu tụi trung ương ra tay thì sao? Nam Quang, Tiến Dũng nghĩ thôi. Bây giờ Bình Thuận được gì đó, một cái chỗ huyện hay là một cái chỗ gì đó có thể phạt nó 7,5 triệu đi. Bây giờ mình không nói chỗ quận huyện đó, mình nói ngoài trung ương, ở ngoài Hà Nội đó, nó gánh nổi không? Nhưng mà tụi nó chưa có hiểu được. Rồi ở nãy giờ đây bà con khen anh quá trời đấy nè. Mình theo mình nói chung đó là tụi cộng sản nó dàn ra một cái này để mà đánh nhau đã, rồi đó là nó ngư ông đắc lợi thôi. Thành ra mình đó là mình không có bên nào bỏ bên nào hết. Thực ra đó Hoài Linh đó mình cũng không có ưa vì anh này, tại vì anh này là con, nghe nói là con của một sĩ quan HO, anh này qua Mỹ rồi đó rồi cũng rồi bỏ đi về Việt Nam rồi. Thực sự đó thì mình đó là một cái người là nạn nhân cộng sản, mà những cái người về và làm việc và được nhận những cái ân huệ của cộng sản đó, mình somehow mình thấy rằng họ được vượt thoát đến cái bến bờ tự do để cho gia đình vợ con của họ, con cái của họ này nọ sống một cuộc sống mà nó văn minh, mà họ lại quay trở về sống ở trong cái nhà tù, mà chính là họ chửi cái nhà tù đó, họ bỏ cái nhà tù đó ra đi, rồi bây giờ họ quay trở về lại để mà khom lưng cúi đầu làm việc cho. Thành ra mình không có thiện cảm, thực sự mà nói giống như vậy. Và trong tất cả những cái sự việc này hoàn toàn mình đứng ở trung gian. Thành ra mình mới nói là hy vọng rằng là làm sao để mà ở trong cái thế trung gian mình thấy hiểu được, bởi vì mình nhìn thấy ra được rằng tất cả vợ chồng Lục Dũng Lò Vôi hay là con bé Hằng hay là Hoàng Linh hay là Phi Nhung hay tụi này đều sẽ trở thành những nạn nhân của tụi cộng sản. Tụi nó đều sử dụng hết. Em nghĩ ngược lại chút được không anh? Được. Nó có gì nè thưa anh, với lại quý vị, có thể là những điều anh nói hoàn toàn chính xác đối với lại tất cả các nhà đầu tư nào đó, nhưng với là nghệ sĩ, mà nghệ sĩ hải ngoại, nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh kỳ này, là nhà nước có thể nhắm mắt làm ngơ, là tại vì cái việc Hoài Linh năm nay nó quá lớn đi, thì nếu mà xử Hoài Linh giống như là xử những cái con mồi khác đi về nước đầu tư thì những người khác người ta sợ. Được. Người ta sẽ giống như những người nghệ sĩ khác không dám về cống hiến nữa. Những người ca sĩ, tại vì cái tiếng nói của người nghệ sĩ và cái vai trò của người nghệ sĩ trong cái vấn đề chính trị, trong cái vấn đề cuộc sống xã hội vân vân, nó rất là ảnh hưởng rất là lớn. Thì nếu mà đối với Hoài Linh cũng giống như là đối với lại cái ông Bình đó, cái ông Bình mà thắng Trịnh Vĩnh Bình vua chả giò, hay là Hoàng Hương có nhắc cái Trịnh Vĩnh Bình, hay là Trần Trường, hay là đối với lại những cái người khác mà nó cứ tung mẻ lưới ra, nó thấy ai về là nó nuôi cho mập tới đớp. Thì chắc kỳ này Hoài Linh mà nó xử với Hoài Linh vậy thì cái thiệt thòi của phía bên nhà nước nhiều hơn. Rồi bây giờ bởi vì người ta thấy rõ ràng, người ta anh hiểu được Tiến Dũng bây giờ anh mới phân tích này như thế này. Tụi nó là sử dụng người qua từng cái giai đoạn. Bây giờ mình đem mình lên cái bàn cân mình cân. Bây giờ giữa vợ chồng con Phương Hằng với Hoài Linh thì tụi nó sẽ trân trọng Hoài Linh hơn vợ chồng Phương Hằng. Lý do tại sao? Tại vì Hoài Linh là cái cầu nối, cái đầu cầu của khúc ruột ngàn dặm. nó phải sử dụng Hoài Linh, bởi vì mình thấy là một Nguyễn Cao Kỳ nè, Nguyễn Cao Kỳ Duyên nè, những cái đầu cầu để mà kêu gọi người nước ngoài đầu tư về. Thì bây giờ trong cái giới ca nghệ sĩ ở nước ngoài, trong cái giới gọi là văn hóa thông tin ở nước ngoài, còn ở trong cái giới đầu tư bây giờ nếu vợ chồng mà Dũng Lò Vôi Phương Hằng không đầu tư thì sẽ có người khác đầu tư, là mới có người đầu tư. Nhưng mà vợ chồng Dũng Lò Vôi Phương Hằng không thể ra hải ngoại để kêu người hải ngoại đem tiền về Việt Nam giống như Hoài Linh được. Thành ra trên hai cái cán cân đó thì hiện nay bây giờ mình thấy là Hoài Linh vẫn nặng hơn bên kia một tí. Tuy nhiên trong cái điều chúng ta thấy hiện nay đó là cái con cờ của Hoài Linh đó không còn giá trị ở hải ngoại nữa. Cho nên nếu như 5 năm trước đây thì Hoài Linh very perfect. Đó là trong cái lúc đó. Cảm ơn ông nha. Anh Huy Đức nói con cờ của Hoài Linh, ông không có ngắt lời anh Huy Đức. Không, mình nói con cờ của Hoài Linh, con cờ Hoài Linh là con cờ của cộng sản, nó sử dụng cái con cờ. Okay. Thì con cờ có nghĩa là con cờ đúng không? Cờ đánh đi đánh đó. Tức là trong cái bàn cờ tụi nó sử dụng những cái con cờ này, tự vì tụi nó thôi. Thì khi mà Hoài Linh là cái con cờ của cộng sản nó sử dụng trong cái giai đoạn, bao nhiêu lâu, và cái giá trị này có sử dụng, có giá trị sử dụng là bao nhiêu lâu, và khi hết sử dụng rồi thì nó phải đào tạo, nó tìm một con cờ khác, nó tìm một nhân vật khác. Tức là tôi đã vắt hết cái miếng chăn của anh rồi. Hoài Linh bây giờ là cạn kiệt rồi. Bây giờ Hoài Linh ra hải ngoại, bởi vì sao? Bởi vì là Hoài Linh đã có những lần ra hải ngoại ca hát, người ta tẩy chay, người ta biểu tình. Con tới kêu đồ ăn đi, cậu nói chuyện với chú. Dạ hay anh. Dạ hay anh. Gửi đồ ăn đi. Đang broadcast hả? Dạ đang broadcast. Rồi chụp cái hình này gửi về cho mẹ. Cái vị đứa cháu, gần đầu. Xong rồi đó thì khi mà như ví dụ 5 năm hoặc là 7 năm trước đây đó. Nói đi. 7-5 năm trước đây đó thì Hoài Linh con giá trị sử dụng. Còn giá trị sử dụng rất là good, còn kêu gọi đằng này nọ. Nhưng mà từ khi mà Hoài Linh đi ra hải ngoại trong những cái lần bị biểu tình đó, tức là người ở hải ngoại họ không có còn coi Hoài Linh là quan trọng gì này nọ nữa. Tức là cái miếng chanh của Hoài Linh đã hết nước, mà tụi cộng sản nó sử dụng, thì khi miếng chanh này hết nước thì nó quăng. That's it thôi. Thành ra bây giờ đó, nhìn mình phân tích điều đó mình thấy rằng bây giờ đối với tụi ban tuyên giáo, đối với tụi bộ chính trị trung ương thì Hoài Linh cũng không còn giá trị sử dụng nữa. Chỉ có giá trị hơn Dũng Hằng thôi. Chỉ có giá trị hơn Dũng Hằng. Chỉ có giá trị. Bây giờ nếu như vậy nó sẽ đào tạo, nó tìm những cái người khác, những cái tối trẻ mới, những bác sĩ, những kỹ sư, những người khác, chứ không phải là một anh lên đồng lên bóng giống như Hoài Linh, hay là một người ca sĩ hài giống như Hoài Linh nữa. Cái giá trị anh không có còn high quality. Anh với lại còn nữa nè anh, về cái vấn đề mà nghệ sĩ á, anh có nhận thấy rất là nhiều lần chị Hai Cuồn Cuộn chỉ hay nói như vậy, là theo anh thì có cái sự mà sắp đặt cái giật dây không? Chỉ luôn luôn nói tôi không có nói với anh mấy chuyện nghệ sĩ ngoài Bắc, tôi không có nói với anh, mà tôi chỉ nói như anh mấy cái đứa nghệ sĩ này, và đặc biệt là những cái người mà bị chế đánh thân bại danh liệt bởi vì hiện tại đang là đều là nghệ sĩ hải ngoại. Hoài Linh và Phi Nhung đều là hai nghệ sĩ hải ngoại. Thì anh có nghe chỉ nói như vậy thì mình trong lòng mình, anh có bao giờ anh nghĩ là có cái sự giật dây hay sắp đặt nào không, mà bạn cứ bô bô là không có người nói tới nghệ sĩ người Bắc, đúng không Nam Quang? Ông cũng có nghe điều đó đúng không? Có. Hiện tại bây giờ đó là tại vì người Bắc có khả năng lý luận. That's the point. Đúng không? You got me right. Bây giờ nó như thế này, bây giờ ở trong cái vấn đề mà văn hóa đó, ở trong cái vấn đề văn nghệ, văn hóa rồi này nọ, cái đó là cái ưu tiên một. Tại vì nếu muốn tẩy não thì không có cái gì hơn là về cái vấn đề văn hóa văn nghệ cả. Đi vào quần chúng rất là lẹ, đi vào quần chúng rất là nhanh. Và bây giờ đó thì thấy rằng họ đã qua bao nhiêu mà cái thời gian họ kêu gào, họ tẩy chay cái văn hóa miền Nam Việt Nam như thế này tới khác, cuối cùng họ không làm được điều đó. Thì bây giờ sao? Bây giờ đó là những cái ca sĩ mà miền Nam, hoặc là những cái ca sĩ hải ngoại, những cái ca sĩ này nọ, bây giờ đó là họ làm sao để cho nó lu mờ đi, và để những cái ca sĩ trẻ, những ca sĩ ở ngoài Bắc, những cái giọng hát miền Bắc, rồi đó là những cái thành phần mà có lý luận như nói đó, tức là ở trong Tại vì nó có nguyên cả một cái ekip, nó có ban lễ, có đầy đủ. Bây giờ dù sao đi chăng nữa, cha của Hoài Linh cũng là lính Mỹ, cha Phi Nhung cũng là Mỹ đời này nọ. Đối với cộng sản, lý lịch của nó không phải là 3 đời mà là 7 đời, chứ không phải là 3 đời gì đó. Làm sao nó trust mình được? Không, không bao giờ. Mình đâu phải là hạt giống đỏ đâu. Mình đâu phải được cấy ra bởi dòng hạt giống đỏ mà của bác đem về miền Nam đâu. Thành ra nó làm sao để nó đào tạo 5 năm, 10 năm, 20 năm sau tất cả những cái này đi hết rồi thì những cái hạt giống đỏ của ban tuyên giáo, của văn nghệ của tụi nó sẽ chiếm lĩnh hết tất cả đất nước Việt Nam trong và hải ngoại. Đơn giản vậy thôi chứ. Thành ra con Hằng nó, bé Hằng nó phải có cái sự warning, nó phải bị, tức là phía sau nó có một cái thế lực nào nói đó, mày có thể đánh ca sĩ đồ này nọ nhưng mà mày không được đụng chạm tới ca sĩ ngoài Bắc, mày không được đụng chạm tới ca sĩ của ban tuyên giáo, mày không được đụng chạm những cái nghệ sĩ mà của đảng và nhà nước. Mày có quyền chửi tụi hải ngoại, mày có quyền chửi hết, nhưng mà thì bây giờ con bé Hằng nó nói sao? Tôi không có nói tới anh chị em ca sĩ ngoài Bắc. Đúng rồi. Tại vì nó bị warning, nó bị cảnh cáo mà làm sao nó ấy được? Thì cái đó mình hiểu, cái đó mình biết quá thôi chứ đâu có cần gì phải nói. Thì bây giờ anh phải sắp phải đi chưa? Dạ chắc là giờ. Thôi mình chào nha. Nhưng mà cho cậu kia ăn là phải không? Còn chút xíu nữa. Với lại như vậy nè quý vị, nãy giờ Dũng đọc, Dũng có liếc qua, Dũng thấy mấy cái comment thì có nên là ô thôi đừng nói gì về chế độ, thì đừng nói về những vấn đề nhạy cảm anh ơi, thế này nọ. Thì thực ra là gì đó thưa quý vị, và đặc biệt là Dũng muốn chia sẻ với các bạn trong nước là tất cả chúng ta đều có cái quyền được nhận định, được nghe, được nói, và tất cả các anh em chúng tôi ở đây đều có cái quyền quan hệ anh em với nhau, nói chuyện với nhau và nói lên chính kiến của mình. Không có nghĩa là các bạn có quyền vô lên đây coi cái điều tự điều khiển mình luôn là không được nói này, không được nói kia, không nói nọ. Thì tất cả chúng tôi đây đều sống trong cái thế giới tự do, đúng không? Bây giờ các bạn bên Việt Nam qua đi muốn leo đây ngồi nói đây xin mời luôn, đúng không anh? Tôi không có cấm kỵ cái vấn đề thôi không được nói đụng cái ông này với bà kia, hay vấn đề xã hội, hay vấn đề trung ương, vấn đề đảng hay là cộng sản gì vậy, là không. Đây là tự do, anh muốn nói gì tôn trọng ý kiến của anh, bởi vì đây mới mình nói trong cái thế mình sống thế giới tự do và mình cất lên tiếng nói tự do thì chính là cái thế giới là tiếng nói công bằng nhất, không có bị ai mà o ép hay là bắt mình là phải nói theo đúng ý của mình mới được nói, còn nói không đúng ý mình là cấm, là không được nghe hay là chỉ đạo, đúng không anh? Không có chỉ đạo mấy em được. Bởi vì có đôi khi mình thấy mình thương, rất là thương người ở trong nước Việt Nam á. Cái chế độ nó làm cho người ta riết rồi người ta sợ luôn. Người ta sợ đến nỗi mà nói cái chính kiến của mình, nói cái suy nghĩ của mình họ cũng không dám nói luôn. Tức là cái cuộc sống của họ, mình cảm thấy rằng cái tự do đơn giản nhất, tức là cái tự do về cái biểu hiện cái cảm xúc, cái suy nghĩ của mình mà họ cũng bị tước đoạt luôn. Họ cũng bị tước đoạt luôn. Hễ mà nghe nói tới thôi đừng có chính trị, thôi đừng nói tới đó, họ sợ đến tới mức độ mà kể như trong tâm thức của họ, họ vẫn sợ. Nó khác ở cái điểm đó. Ở trên đất Mỹ, anh em chúng tôi có quyền phát biểu, không có hăm dọa ai gì thôi, không có đòi đó là đập bể đầu Nam Quang cho nó là xịt mấy gì ốc ra không có. Cái đó là không có được, cái đó là phạm pháp. Nhưng mà nói Nam Quang rất là đẹp trai hay là nói Tiến Dũng đẹp trai, chúng tôi có quen. Ví dụ hay là ví dụ như là Nam Quang nói cái điều này không đúng cho Nam Quang, tôi sửa Nam Quang ví dụ như vậy, thì anh em có quyền thảo luận với tranh luận với nhau. Bởi vì một cái đất nước mà muốn phát triển đó thì người ta phải có quyền phát biểu thì đất nước đó phát triển được. Còn nếu mà sắp xếp mà bịt mắt bịt tai giống như làm con ngựa, giống như con lừa để mà con lừa tôi sợ cái vụ mặt lờ miệng lờ luôn đó. Tự nhiên giờ có thêm con lờ nữa thì cuối cùng hỏi cho đất nước đó làm sao phát triển được. Rồi cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, cảm ơn Nam Quang rất là nhiều. Chưa anh còn chút xíu nữa nè là thấy rõ ràng là người ta đem cái nỗi sợ đó vào cái vấn đề bàn luôn. Những người trong nước cứ hay nói cảm ơn mấy anh, cảm ơn anh Nam Quang, anh Huy Đức, anh Dũng gì, anh Tony Phạm gì, ở ngoài còn dám nói đụng tới bả, còn ở trong nước không ai dám nói đụng tới bả. Tức là cái nỗi sợ của người ta đó nó lớn qua cái sự kiện bà Hằng, ông Dũng này luôn. Nhiều người thấy bả sai, nhiều người thấy bả chửi bới bả mạ liền cái này mà dân trong nước không dám nói, sợ bị nó hắt, rồi sợ bị nó trừng trị, rồi sợ bị, tức là cái nỗi sợ trong lòng người ta đã build lên thành một cái system. Ở trong cái system ta nó kèm theo cái nỗi sợ là sợ bị nói, bị này, bị nọ, bị hãy nói không đúng là sẽ bị, không phải nói không đúng mà nói theo không đúng ý của những người có chức, có quyền, có tiền, có bạc thì sẽ bị nó trấn áp này nọ. Cho nên cái nỗi sợ nó quá lớn tới như vậy đó. đau khổ, rất là đau khổ. Mình thấy điều đó, mình chỉ khuyên bước qua nỗi sợ với quý vị, bước qua nỗi sợ hãi thì chứ còn mình sống mình sợ hãi như vậy, mình rất là đau khổ. Thưa quý vị, thưa anh em, quý vị thử bước ra ngoài hét la cho to lên, tôi không sợ nữa. Tổ cha nói thiệt là cái tên là tao sẽ nói, hiểu không? Mình cứ nó không vậy nè anh, mày ngon, mày ở nước ngoài mày nói gì, mày bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất mày nói coi, đớp mày liền. Tức là cái điều đó đã chứng minh là muốn nói đâu nói, mà về tới Việt Nam là không được nói à. Nói mày ngon, mày về Việt Nam mày nói thử coi nữa chứ. Đó, bởi vì cái riết rồi đó là mày ngon, mày mua vé cho anh Nam Quang với anh Nguyễn Tiến Dũng về coi. Với anh Huy Đức về coi. Huy Đức mày nghe. Không nói về mua vé đi. Bây giờ mày ngon, mày qua Mỹ đi, tao cho mày ngồi nói 10 ngày luôn. Mày cứ đúng rồi. Nói, các bạn muốn nói cứ việc qua đây nói. Chị sợ nói xong các bạn không có đường về thôi. Chứ còn riết là Kiền nói là không chịu về luôn, ở đây nói không luôn. Không có đường về luôn anh. Về với nó về bển là anh lụm á. Thành ra mình thật sự đó, thưa các bạn, chúng ta sống đó, chúng ta sống bởi vì cái chính kiến của mình. Khi mà mình sống vì cái chính kiến của mình, cái lẽ phải của mình rồi thì mình cứ có quyền phát biểu, mình không có đòi lật đổ ai. Ví dụ như các bạn ở trong nước các bạn nhưng mà các bạn có quyền nói đúng cái sai. Ví dụ quý vị thấy mà ông Dũng Lò Vôi bà Hằng sai, quý vị phát biểu sai. Quý vị thấy ông Võ Hoàng Yên sai, quý vị cứ nói sai. Giống như Huy Đức nói vậy thôi, đâu có ngại gì đâu. Tôi thấy ông này làm sai mà mình nói như vậy chưa chắc ổng đã sai. Nhiều khi mình nói họ sai nhưng mà mình sai thì người khác sẽ correct mình lại. Người khác sẽ nói ồ anh Huy Đức anh nói vậy là không đúng, anh nghĩ ông Võ Hoàng Yên sai nhưng mà chưa chắc ổng sai mà là anh sai. Thì mình bắt đầu mình lắng nghe. Nó cứ là như vậy thôi. Bởi vì khi mà trong một cái cuộc họp hoặc là làm việc với người Mỹ đó, khi mà vô cái cuộc họp họ cãi giống như mỏ mò, họ cãi lộn với nhau, trời ơi khủng khiếp lắm. Nhưng mà xong cái cuộc họp biểu quyết rộng ra là khi mà biểu quyết như thế nào là ra điều làm việc ấy. Chứ khi mà ra rồi không cãi lộn nữa. Còn khác với người Việt Nam mình đó, vô họp hay vô bàn đó thì không ai chịu nói gì hết, mà bắt đầu ra làm, bắt đầu ra ngoài đó mới là cãi lộn. Dạ, ra ngoài cãi lộn. Nó khác cái điều đó đó. Cái lúc mà kêu muốn nói để mà đưa cái ý kiến ra thì ai cũng nhất trí. Nhất trí đồng ý không? Đồng ý. Nhưng mà ra ngoài kia nghĩ lại không có lý là bắt đầu cãi lộn. Không ai, tức là thấy không có lý ngay từ trong bàn là không dám nói. Không dám nói, sợ mất việc, sợ phạt, sợ trừng phạt, sợ này sợ nọ. Xong để vừa rời khỏi cái bàn đi ra ngoài, anh nói đúng là bắt đầu là complain, là bắt đầu là phàn nàn chỉ trích này nọ kia. Nhưng mà đến lúc mà cần nói thì không nói. Dạ, thành ra đó là mong rằng đó là anh chị em đó thì chúng tôi được hơn anh chị em ở trong nước một cái điều là chúng tôi sống ở trong một cái đất nước tự do và được có quyền phát biểu cái chính kiến của mình đúng và sai. Tuy rằng chúng tôi không biết, mình chưa chắc đã mình đúng hoàn toàn hoặc là chưa chắc mình sai rồi, nhưng mà cái quyền được phát biểu đó là cái quyền được tôn trọng bởi cái xã hội luật pháp của Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên đó là anh chị em mình hiểu được điều đó, nhưng mà anh chị em ở trong nước đó, thứ nhất là chúng ta cũng đừng có a vua, chúng ta đừng có sợ. Anh chị em hãy mạnh dạn mình nói lên cái chính kiến của mình, đúng sai. Chúng ta nên cố gắng chúng ta chọn cho mình một cái con đường, một cái hướng đi, đừng có mà giống như là thấy rồi người ta rồi cái hâm dọa rồi a vua rồi theo. Thực ra cái đó nó không có tốt. Đơn giản mình thấy anh em trong nước cũng rất là nhiều. Mà cũng mày ngon đi, mày xuống máy bay mày biết, nói mày ngon mày ra đây đi rồi mày biết đó. Mày ra đây tao đãi mày đi ăn rồi tao cho mày nói riết mày ghiền mày ở đây luôn, mày không thèm về luôn. Vậy thường. Rồi cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh đã tới đây rồi, bao nhiêu công việc mà còn phải tấp vô với hai lạc loài. Để Giang ông nói Giang quá trời, Giang chửi ông dùng cái để ông thỏa mãn gì cho ông cứ thắc mắc hoài. Ông nói sao tôi nói cha bé Hằng quá trời mà bé Hằng chẳng lôi tôi vô chửi gì chứ. Mình nói bé Hằng hình như 3-4 livestream đó. Hay là bé Hằng thương anh Huy Đức, thấy Huy Đức kêu là có bộ râu, hay là thấy anh Huy Đức kêu là bé Hằng cái rụng rời hết rồi. Bé Hằng rụng rời tay chân lại bậy. Bé Hằng nhìn thấy bộ râu của Huy Đức là bé Hằng run rẩy rồi. Nhờ Nam Quang, cảm ơn anh Huy Đức. Rồi cảm ơn Huy Đức rồi. Rồi cảm ơn Huy Đức đã tham gia cái chương trình này, được bị tụi Nam Quang bắt cóc tới đây. Anh nộp mạng cho bộ. Đây là nộp mạng. Ok, nộp mạng. Mình rất là mến mộ hai anh em này rất là lâu. Trong những lúc nằm bệnh, trong lúc nhà thì cũng có theo dõi, cũng có vô chào hỏi. thì mình thấy rằng hai người này có những cái mà mình cần phải đến để học hỏi. Không có đâu, nhớ bấm subscribe trên anh sắp có cái kênh nào mới nữa, ngoài cái kênh ra tùy vì mỗi người ai cũng phải thủ 2-3 cái kênh đó thưa quý vị. Hiện tại đó cái kênh Huy Đức TV của mình đó là bị YouTube bị tụi bò đọc report, mình bị tới 3 cái strike rồi, cho nên nó không có cho quảng cáo, nó không cho gì hết á. Thì mình có một cái kênh phụ là VNN TV, tức là cái tức là Vietnamese News Network. Cái kênh đó hồi mình làm radio ở bên đó mà cái đó là lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ mình lấy mình ra làm kênh phụ, đó là VNN TV. Thì nếu mà được anh chị em subscribe dùm ở bên đó để mà làm sao để mà mình build cái đó lên cho cái kênh đó lên cho nó mạnh lên. Okay. nhờ anh chị như em. Vậy thì hiện giờ các quý vị đó, các anh chị em, bà con cô bác mà đang theo dõi kênh của Nam Quang với lại Nguyễn Tiến Dũng đó, bên Dũng gần 100.000 cho hai thì qua bên kênh VNN hả? Dạ VNN TV, đánh chữ VNN TV để qua bên đó subscribe cho anh Huy Đức, ủng hộ anh Huy Đức để mà anh Huy Đức còn có rụng rỉnh chút xíu để mà còn tiếp tục ủng hộ và cống hiến cho quý vị. Chứ mấy tháng nay YouTube nó không cho đồng nào không có tiền trả tiền bill nhà thương. Rồi ok, về Nam Quang với lại Nguyễn Tiến Dũng với lại các subscriber với lại fans của kênh sẽ ủng hộ anh nha. Cảm ơn Nam Quang. Nhớ nha quý vị, VNN TV anh Huy Đức coi rất là thú vị nha các anh chị. Mình có những cái livestream ở bên đó rồi. Mà bây giờ cái câu cuối cùng là hỏi là quý vị có thấy em đẹp không quý vị? Khen rồi đó. Cho số 1, cho số 1 liền. Quý vị có thấy Huy Đức đẹp không quý vị? Mà nó hỏi thiệt cái đã, hỏi thiệt. Hỏi Phương Hằng, Phương Hằng thấy anh Huy Đức đẹp không Phương Hằng? Không biết, không biết bé Hằng nghĩ sao chứ Nam Quang thấy Huy Đức đẹp trai á. Nhìn ngon lành. Tôi để râu không đẹp, bà Huy Đức thì tôi không để, chứ tôi không có gan nha ông, gan nữa tôi gan. No man, trước khi mà tôi biết cái vụ này tôi mới dám để râu, cái giờ tôi về tôi cạo. Sau khi mà gặp Huy Đức xong tôi về tôi cạo râu. Rồi, bây giờ xin chào quý vị.